mô Bụt Thầy á, nam mô Tham Mây á, nam mô Tăng Thầy á. Kính lễ thầy Kinh, kính chào cả lớp. Em xin đọc bài. Mọi người có nghe rõ không ạ? Giá quá, giá quá núp bà đà tí. Áp bá hồn tà tì tác cằn. Áp bà thằng à gách tằng. À lầm bá nằng, bá đi tằng nà má. Tát thá, giá quá nằng. Tí á núp bát chí tòa. Đò tí khá tùm quát thá. Bá ná mề quá, bá quá tá tí. Tá tô, tá tô bá rằng phá hoàng gá. Bà tô quá hồ tí. Một đối tượng được gọi là nhỏ nếu được thâu nhận chậm hơn và không thể tồn tại cho đến khi động tốc tâm khởi lên. Ở đây động tốc tâm không khởi lên, xác định tâm phải tồn tại 2 hay 3 sát na, xong lại chìm vào hộ kiếp. Và quá, quát tha, phá núp bà đà, chá bà ná, áp phá hồn tà tì tác cằn, áp. À bà thằng, à gách tằng, ni rồ thà sàn, ná mà làm bá nằng, á tí bá tí tằng, nà má, tát thá, phá hoàng, gá chá lá, ná mề quá hồ tí, ná thí, quỳ thí chí tấp bà đồ. Một đối tượng sắp sửa diệt được gọi là rất nhỏ, nếu được thâu nhận rất chậm và không thể tồn tại cho đến khi xác định tâm khởi lên. Ở đây hộ kiếp chỉ rung động, lộ trình tâm không khởi lên. Ít chê hoàng chá khu đò rề tát thà sô tá đò ra đi xú chà tí sáp bá thà bí hành chá đò rề tá đà làm bá ná chá quá ná quát tháp bà na mô kha hòa ra tăng kha tà năng chít tức chít tùn năng chá tùn năng hòa ra năng chát thà ca măng a lầm bá na phù tà quỳ xá giá bá quách thí chá tút chá tút chá tút thà quê đi tắp bà. Như vậy đối với nhãn môn cũng vậy, đối với nhĩ môn, vân vân. Tổng cộng tất cả 5 môn có 4 sự trình bày của đối tượng tùy theo thứ tự, theo 4 cách được biết là: 1. Chấm dứt ở thập di tá đà làm bá ná hòa rá. 2. Tồn tại cho đến tốc hành tâm. 3. Xác định tâm quát tháp bá ná hòa rá. 4. Không đáng kể, chỉ khiến cho hộ kiếp rúng động. Quy thi chít tà ni sát tề quá chít tấp bà đà chít tấp đa sa cha tu đa sa cha tấp bàn nhà sa quyết thà ra bàn cha đò đề giá thà ra hằng. Có 7 phương cách, 7 chập tư tưởng và 14 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm. 1. À quá cha ná. 2. Bàn cha quyền nhà ná. 3. Sầm bát tích trà ná. 4. Sàn sàn tì ra ná. 5. Quát tha ba ná. 6. Cha quá ná. 7 chập. Và tát đà làm ba ná. 7 chập này trở thành 14 nếu tính riêng 7 chập cha quá ná và 2 chập tát đà làm ba ná. Tính với đầy đủ chi tiết có 54 tâm dục giới tùy trường hợp xuyên qua 5 môn. Á giá mề tha bàn cha đò rề quý thi chích tấp ba quá thi na vô. Đây là phương thức diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh xuyên qua 5 môn. Kính cảm ơn thầy, cảm ơn cả lớp, kính cảm ơn Đồng Kiều đã bót bài. Xin xuống mít.
Dạ con Long Triệu, kính chào thầy và kính chào cả lớp. Con xin đọc bài đoạn 1. Phân loại đối tượng. Ati mahan tang mahan tang barit tang ati barit tang cha ti pan cha doa re mano doa re vi phu tam ma vi phu tang cha ti cha tha vi sai yap pawat ti về đi tập ba. Đối tượng được trình bày theo 6 hình thức như sau: ngang qua 5 môn, rất lớn, lớn, nhỏ và rất nhỏ, ngang qua ý môn, rõ và không rõ, chích ta quỳ thí ở trình tâm, thành cha đò ra quỳ thí lộ ngũ môn. Các thằng tốt bà ta thi tí phá hoành giáo quá sạch xề ná khá nát tay dần để ca chích tắc kha năng nà má tà ni pa na sát ta ra sa chít tắc kha nà ni dù pa thầm mà na mà giúp như thế nào. Một sát na tam gồm có 3 giai đoạn sanh, trú và diệt. 17 sát na tam như vậy là tuổi thọ của các sát pháp. Ê ca chít tắc kha na tì tà ni hòa pa hú chích tắc kha na tì tà ni hòa thi tiếp bát tà nề quá bàn chà làm ba nà ni bàn cha đò về à bà thầm à gắt chành tí. Năm đối tượng vật chất nhập vào tâm theo con đường của 5 môn cửa giác quan. Lúc ở giai đoạn tịnh, khi một hay nhiều chập tư tưởng vừa trôi qua, cảm ơn cô lực. Tasma ya di e ka chit tak khana ti tak kang ru pa ram ma na chak khut sa a pa tham a gat cha ti ta to dik khat tam pha wan ye cha li te pha wan ga so tang wot chin ti toa ta me wa ru pa ram ma na a wat chen tang ảnh cha đoà ra quách cha na chích tăng ức bách chi tòa ni rút cha ti ta tổ tắp xà nành ta rằng ta mẹ quá rù phẳng bách tành tăng chắc khu quỳnh nhà nàng sầm bách tích chàn tăng sầm bách tích cha na chích tăng sàn tì ra gia mà nàng sàn tì ra na chích tăng quá quách tha bèn tăng quách tha ba na chích tăng cha ti yết thắc kha mang lúc bắt chi tòa ni rút chân ti. Do đó tiếng trình tâm diễn tiến như sau. Ví dụ như một đối tượng của nhãn quan vừa qua một chập theo đường của mắt, kế đó tâm phá quanh ghé rúng động trong một chập rồi việc chấm dứt dòng phá hoành giá, liền sau đó cũng mô vấn tâm phát sanh và chấm dứt sự hay biết chính đối tượng của mắt đó. Tiếp theo là những chập tư tưởng sau đây tuần tự phát sanh và chấm dứt, gồm nhãn thức nhìn thấy hình dáng của đối tượng, tiếp thọ tâm thâu nhận hình dáng ấy, quan sát tâm quan sát hình dáng ấy và xác định tâm xác định hình dáng ấy. Dạ con đã đọc xong đoạn một ạ. Dạ con xin xuống mấy ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Thầy Kinh, kính chào cả lớp. Con xin đọc bài ạ. Ta tổ ba rằng e cù na tình sắc cà mà qua cha ra cha qua nề su dàng kình chi la tha bác cha dàng về phì về na sát tắc khắc tùng cha qua tị cha qua nà nu bàn thà ni cha đuề ta đà ram ma na bà cà ni gia thà ra hằng ba qua tàn tị ta tổ ba rằng pha hoàn ga bà tổ. Tiếp theo, một trong 29 dục giới đồng tốc tâm do nhân duyên chi phối, phần lớn tồn tại đến 7 sát na,
theo sau đồng tốc là hai đồng sở duyên, thập di mót, tùy theo mà khởi lên, tiếp đến lộ trình chìm vào hộ kiếp. Ết tà quá tà chút đa sa chít túc bà đà đề pha hoàn ga cha la nà ni búp bề hòa tì tắc ca mề ca chít tắc khá nàn tí cát tòa sát ta ra sa chi tắc khá nà ni ba ri bù rèn tí ta tổ ba rằng ni ru cha tí à làm ba na mê tăng a ti ma hàn tăng nà ma gồ cha rằng. Như vậy, một đối tượng sống đầy đủ cho đến 17 tâm sát na, sau khi được thâu nhận chậm đến một tâm sát na, tức là 14 tâm sanh ra ở trên lộ trình hai sự rung động của hữu phần, sau đó tâm ấy diệt, một đối tượng như vậy gọi là rất lớn. Dạ qua ta đà làm ba núp bà đà ba na áp ba hồn tà tì tắc cầm à bà thằng à gắt tăng à làm ba nặng ma hàn tăng nà ma tát tha cha qua nà qua xà nề pha hoàn ga bà tổ qua hồ tí nát tí ta đà làm ba núp bà đồ. Một đối tượng được gọi là lớn nếu được thâu nhận chậm hơn và không thể tồn tại cho đến khi đồng sở duyên mót khởi lên đến cuối đồng tốc tâm, đối tượng ấy chìm vào hộ kiếp và đồng sở duyên tâm không khởi lên. Dạ, con đã đọc bài xong, con xin xuống mic ạ. Cảm ơn Đông Triều đã post bài. Dạ, xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, kính chào thầy Kinh, kính chào cả lớp. Dạ, xin đọc bài ạ. Cảm ơn bạn Đông Triều đã post bài. Dạ quá, cha quá núp. Bà đà pi áp bát hòn tà tì ta cần à bát à bà thằng à gá tằng à làm ba nặng ba lít tằng nà má tát tha cha qua nặng pi anup bát chí tòa đòa tích khát tu vót tha ba na mề quá ba quát tà tí ta lộ ba rằng pha hoàng gà bà tô quá hồ tí. Một đối tượng được gọi là nhỏ nếu được thâu nhận chậm hơn và không thể tồn tại cho đến khi động tốc tâm khởi lên. Ở đây, động tốc tâm không khởi lên, xác định tâm phải tồn tại hai hay ba tâm sát na, xong lại chìm vào hộ kiếp. Dạ quá vóc tha pa núp bà đà cha pa nặng ấp pa hòn tà tì tá cằn à pa thằng à gá tằng ni rô tha san na ma lầm pa nặng a ti pa ri tằng na ma ta tha pha hoàng gá cha la na mê hoàng hồ tí na thi vì thi chi túc pa đồ. Một đối tượng sắp sửa diệt được gọi là rất nhỏ nếu được thâu nhận rất chậm và không thể tồn tại cho đến khi xác nhiệm tâm khởi lên. Ở đây hộ kiếp chỉ rung động, lộ trình tâm không khởi lên. Ít chề quá chắc khu đà rề ta thà sồ ta đòa ra đi xuống trà tí sắp bát thà pí bành cha đòa rề ta đà làm pa na cha quá na vót tha pa na mồ gá hòa rằng sằng khà tà nằng cha tu nằng hòa ra nằng giá thà ca măng à lầm pa na phù tà uy sa giáp pa quát tí cha tu thà về đi táp bà. Như vậy đối với nhãn môn, cũng vậy đối với nhĩ môn, vân vân. Tổng cộng tất cả năm môn có bốn sự trình bày của đối tượng tùy theo thứ tự, theo bốn cách được biết là: một, chấm dứt ở thập di ta đà làm ba ná hòa ra; thứ hai, tồn tại cho đến tốc hành tâm; thứ ba, xác định tâm vót tha ba ná hòa ra án kể chỉ khiến cho hộ kiếp rung động. Quỳ thí chí tà ní sát tế tề quá chít tức bà đàn chút chá tu đát xá
cha túc bằng nhà sang viết thà ra tần cha đòa đề giá thà ra hằng có bảy phương cách, bảy đóng ngoặc, bảy chập tư tưởng mở ngoặc, bảy chập tư tưởng đóng ngoặc và 14 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm. A quách chá ná, hai là tâm chá viên nhà ná, ba là sanh tát thiết chá ná, bốn là sanh tì rá ná, năm là vót tháp bá ná, sáu là chá quá ná, bảy mở ngoặc, bảy chập đóng ngoặc và bảy tá đa lâm bá ná. Bảy chập này trở thành 14 nếu tính riêng bảy chập chá quá ná và hai chập tá đa lâm bá ná. Tính với đầy đủ chi tiết có 54 tâm dục giới tùy trường hợp xuyên qua năm môn. À giá mét thằng phần cha đòa rề quýt thỉ chích tách phá quá tí nà dồ. Đây là phương thức diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh xuyên qua năm môn. Dạ, cảm ơn Đông Triều đã post bài. Dạ, con cảm ơn thầy Kinh ạ. Con dạ, xin nhường mic cho bạn khác. Dạ. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con xin kính lễ thầy kinh và con kính chào đạo tràng. Dạ đạo tràng có nghe được con không ạ? Dạ cảm ơn chị Nhung, cảm ơn người, dạ cảm ơn Châu Nguyễn. Chích tá quy thí độ trình tâm, bành cha đòa ra quy thí lộ ngũ môn, các thằng úp bà đắc thí tiếp phá hoàng gá sáu quá xề nát khá nát tá dằn ê cá chích tắc khá năng nà má tà ní bá ná sách tá ra xá chích tắc khá nà ní rù bá thầm mà ná mà dú như thể nào. Một sát na tâm gồm có ba giai đoạn sanh trú và diệt. 17 sát na tâm như vậy là tuổi thọ của sắc pháp. Ê cá chích tắc khá nà tì tà ní hòa, bá hú chích tắc khá nà tì tà ní hòa, thí tiếp bách tà quê tà nề quá, bành trà lầm bá nà ní bành trá đòa rề à bà thằng à gắt chành tí. Năm đối tượng vật chất nhập vào tâm theo con đường của năm môn, cửa giác quan lúc ở giai đoạn tịnh khi một hay nhiều chập tư tưởng trôi qua. Tasma yadi e kachit tak khana tita kang ru ba ram ma nang chak kusa sa ba thang a gat chati tato duyt khat tung. Phá hoàng ghề chá lý tề, phá hoàng gá sồ tàng vót trình đích tòa. Tá mề quá rù bà rầm má năng à quát trình tàng. Bành chá đòa rà quát chá ná chích tàng ú bách chích tòa. Ní rút chá tí. Tá tồ tá xà. Nành tá rằng tá mề quá rù bằng bát sành tầng chát khu huynh nhà nàng sầm bá tích chành tầng sầm bá tích chá ná chích tầng sành tì rá giá mà nàng
santi na rana chit tang wa wat tha ben tang wat tha pana chit tang cha ti ya tha ca mằng upat chit tòa ni rút chành tí. Do đó, tiến trình tâm diễn tiến như sau. Thí dụ như một đối tượng của nhãn quan vừa qua một chập theo đường của mắt, kế đó tâm phá quan gá rúng động trong một chập rồi diệt, chấm dứt dòng phá quan gá. Liền sau đó, ngũ môn hướng tâm phát sanh và chấm dứt sự hay biết chính đối tượng của mắt đó. Tiếp theo là những chập tư tưởng sau đây tuần tự phát sanh và chấm dứt nhãn thức nhìn thấy hình dáng của đối tượng. Tiếp thọ tâm, thâu nhận hình dáng ấy, quan sát tâm. Quan sát hình dáng ấy, xác định tâm, xác định hình dáng ấy. Dạ, con đã đọc bài xong. Con kính tri ân anh Đồng Triều đã post bài. Dạ, con xin mời vị khác tiếp tục ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính chào Thầy Kinh, kính chào cả lớp. Dạ, con xin đọc bài. Đoạn 2. Tát Tô Bá Rầm E Cù Nát Tìm Sá Cà Mà Quá Chá Rá Chá Quá Nề Sú Dần Kình Chí Lách Tháp Bá Chắc Dần Yết Phì Dề Ná Sát Tá Khá Tùng Chá Quá Tí cha wa na nup pan tha ni cha dwe ta da ramana ba ka ni ya tha ra hằng pa wat ta ni ta to ba ram pha wan ga ba to. Tiếp theo, một trong 29 dục giới động tốc tâm do nhân duyên chi phối phần lớn tồn tại đến 7 sát na. Theo sau động tốc là hai đồng sở duyên thập di và mót, tùy theo mà khởi lên, tiếp đến lộ trình chìm vào hổ kiếp. Etta vata kutasa chittubba da đề phá vành gacha lana ni bubbe và tì takame kachittak khananti katwa sattarasa chittak khanani bà ri bù rè tí tát tô ba rằng ni rút cha tí à lầm ban á mè tằng a tí ma hành tằng nà ma gồ cha rằng. Như vậy, một đối tượng sống đầy đủ cho đến 17 tâm sát na sau khi được thâu nhận chậm đến một sát na tâm, đến một tâm sát na, tức là 17 tâm sanh ra, tức là 14 tâm sanh ra ở trên hai sự rung động của hữu phần, sau đó tâm ấy diệt. Một đối tượng như vậy gọi là rất lớn. Và quá tà đà lầm bá núp bà đà bá ná á bá hồn tà tì tá cần à bà thần à gá tần à lầm bá nần má hành tần nà má tát thát cha quan na quan sa ne pha quan ga pa to pha ho ti nát thi ta đà lầm ba nước bà đồ. Một đối tượng được gọi là lớn nếu được thu nhận chậm hơn và không thể tồn tại cho đến khi đồng sở duyên mót khởi lên. Đến cuối động tốc tâm, đối tượng ấy chìm vào hộ kiếp và đồng sở duyên tâm không khởi lên. Dạ, con đã đọc bài xong. Cảm ơn anh Đông Triều đã post bài. Dạ, con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá.
Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính chào thầy Kinh và con xin kính chào cả lớp. Dạ cảm ơn người đã cho biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc bài. Đoạn 3. Dạ quá chán quá nấp bà đà bi áp bá hồn tà tì tắc cằn à bà thần à gắt tằng à lầm bá nằng bá rít tằng nà má tắc tha châu quá nằng bi án úp bát trí tòa đất tích khát tùm quát tháp bá nam mê quá bá quát tá tí tá tù bá rằng bá hoành gá bà tù quá hồ tí. Một đối tượng được gọi là nhỏ nếu được thâu nhận chậm hơn và không thể tồn tại cho đến khi động tốc tâm khởi lên. Ở đây động tốc tâm không khởi lên, xác định tâm phải tồn tại hai hay ba tâm sát na, xong lại chìm vào hộ kiếp. Dạ quá quát tha pa núp bà đà cha pa na áp pa hòn tà tì ta cằn à bà thần à gắt tằng ni rô thà sẵn na mà làm pa nặng a ti pa rít tằng nè má tắt tha pha quần gà cha la na mê quá hù ti nắp thi quỳ thi chít túp bà đồ. Một đối tượng sắp sửa diệt được gọi là rất nhỏ nếu được thâu nhận rất chậm và không thể tồn tại cho đến khi xác định tâm khởi lên. Ở đây hồ kiếp chỉ rung động, lộ trình tâm không khởi lên. Ích chê quần chắc khu đòa rê ta thà sô ta đòa ra đi su chà ti sắp pa tha pi pan cha đoà rê ta đà lầm pa na cha wa na wat tha pa na mô kha wa ra san kha ta nang cha tun nang wa ra nang ya tha ka mang a lầm pa na phu ta vi sa ya pa wat ti cha tu tha về đi tắp bà. Như vậy đối với nhãn môn, cũng vậy đối với nhĩ môn, vân vân. Tổng cộng tất cả 5 môn, có 4 sự trình bày của đối tượng, tùy theo thứ tự, theo 4 cách, được biết là 1. Chấm dứt ở thập di, ta đà làm ba na hòa rá. 2. Tồn tại cho đến khi tốc hành tâm. 3. Xác định tâm, quát tha ba na hòa rá. 4. Không đáng kể, chỉ khiến cho hậu kiếp rung động. Quỳ thi chích tà ni sát tề quá chích tu bà đà cha tu đá sa cha tu bành nhà sa quýt thà ra bành cha đòa rề gia thà ra hằng. Có 7 phương cách, 7 chập tư tưởng và 14 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm. 1. A quát cha ná. 2. Bành cha huỳnh nhà ná. 3. Sàm pa tích cha ná. 4. Santi Rana. 5. Wattapana. 6. Chawana. 7 chập. Và 7. Dada Lambana. 7 chập này trở thành 14. Nếu tính riêng 7 chập Chawana và 2 chập Dada Lambana, tính với đầy đủ chi tiết có 54 tâm dục giới tùy trường hợp xuyên qua 5 môn. Ayametta bành cha đòa rề Vithi chittappa watti na yo. Đây là phương thức diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh xuyên qua 5 môn. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Cảm ơn Đông Triều đã post bài. Dạ con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm. Con xin phép được xuống mic. Con kính dâng mic lại cho lớp ạ. À, xa thấu xa thấu à, tất cả quý vị đọc rất là tốt ha, ngày càng tiến bộ à, rồi, rồi chúng ta trước khi bắt bước đầu vào bài học chính hôm nay thì mời chủ room lên đọc lại trình bày lại cái bài học tuần rồi nha.
để cho có cái phần mạch lạc ha. À, mời chủ room chuẩn bị bài ra lên trình bày là cái bài tuần rồi mình học cái gì gì đó đó. À, đọc lại để cho các bạn nắm lại ha. Rồi, chủ room chuẩn bị chưa? Rồi, ok. Dạ con Long Triều kính chào thầy và kính chào cả lớp. Con xin trình bày lại nội dung tuần rồi lớp mình đã học. Tuần rồi lớp mình học lộn ủ môn cảnh lớn. Bành cha đò ram ma ha hàn tà ram mana quỳ thí. Trong đó ma hàn tà ram mana là cảnh lớn, gọi là cảnh lớn vì cảnh không quá lớn nên lực tác động không đủ để xúc tác loại dòng suối hậu kiếp ngay. Qua hai hoặc ba hậu kiếp vừa qua rồi cảnh mới làm rung động dòng hậu kiếp. Thì có hai phương thức diễn tiến. Là thứ nhất là chót động lực và thứ hai là chót hậu kiếp khách. Có bốn loại tâm dựa theo hai phương thức trên là A. Có hai hoặc ba hậu kiếp vừa qua và chót là động lực. Và thứ hai B, có hai hoặc ba hậu kiếp vừa qua và chót là hậu kiếp khách. Thứ nhất là mình tìm hiểu về lỗ chót động lực. Thì lỗ tình tâm có 16 sát na, do vậy không thể có hai na cảnh. Lỗ tình tâm gồm hậu kiếp, một là vừa qua, hai hậu kiếp vừa qua, ba hậu kiếp rúng động, bốn hậu kiếp kiếp dòng, năm kháng ngũ môn, sáu là ngũ song thức, thứ bảy là tiếp thâu, thứ tám là quan sát, chín là xác định, mười tới mười sáu là động lực chavana và hậu kiếp. Về diễn hoặc lộ tâm có sát na thì có 12 sát na tâm khách, chặn thì có 6 chặn. Thứ tâm thì có 38 tâm dục giới, 38 tâm gồm có 12 tâm bất thiện, 10 tâm vô nhân, là trừ 4 loại thức còn lại, 8 thiện dục giới tịnh hảo và 8 tâm di tác dục giới tịnh hảo. Về người thì có 8 là 4 phàm và 4 thánh quả. 4 phàm là người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân và người tam nhân. Về cõi thì có 26 cõi ngũ uẩn, là gồm 31 cõi trừ 5 cõi là trừ cõi vô tưởng và trừ 4 cõi vô sắc. Đặc biệt thì nhãn thức và nhĩ thức, lộ trình về nhãn thức và nhĩ thức thì có đủ ở 26 cõi. Về tỷ thức, thiệt thức và thân thức chỉ có ở 11 cõi dục giới mà thôi. Các cõi ở phạm thiên sắc giới không có các thức này. Về phần 2 là về chót, lỗ chót hoặc kiếp khách thì có 17 sắc na như sau. Họ kiếp, 1 họ kiếp vừa qua, 2 họ kiếp vừa qua, 3 họ kiếp rung động, 4 họ kiếp dứt dòng, 5 kháng ngũ môn, 6 ẩn ngũ song thức, 7 tiếp thâu, 8 quan sát, 9 xác định, 10 tới 16 là chavana là động lực hay động tốc, 17 là họ kiếp khách. Diễn hoạt lộ tâm gồm có sắc na, có 12 sắc na tâm khách. Về chặn cũng có 6 chặn. Thứ tâm thì có 11. 11 tâm này là bao gồm 2 kháng môn, 2 nhãn thức, 2 tiếp thâu, 3 quan sát và 2 động lực sân. Người gồm có 4. Là gồm là người nhị nhân, người tam nhân,
rồi sơ quả và người nhị quả. Và những cái lộ chóp phẩm giúp khách này thì người tục sinh phải là người phải là bằng tâm dục giới, tâm quả dục giới hỷ thọ về cõi thì có bảy cõi vua dục giới là cõi người và sáu cõi trời dục giới. Dạ con đã trình bày xong cái nội dung của từng lần mình đã học. Con xin cảm ơn thầy. Con xin xuống đi. Đây, xa thứ xa thứ. Như kỳ rồi chúng ta học cảnh lớn về chót động lực về chót hộ kiếp khách. Đi cho Nguyễn hình như không có post bài kịp hay sao, không post lên cho quý vị nào vô sao ta dò theo. Sao post kịp hả? Rồi ok. Bây giờ không post kịp thì lát ra lên bàn thờ ngồi xuống quỳ gối nửa tiếng giùm tôi cả nha. Quỳ nhang nửa tiếng. Rồi bắt đầu chúng ta bước vào một cái bài tiếp theo là lộ ngũ môn cảnh nhỏ. Lộ ngũ môn cảnh nhỏ. Chữ Bali ha. Bành cha đòa ra ba rít ta rầm hana quỳ thí. Rồi mình lấy cái chữ này ra. Rồi. Baritara là cảnh nhỏ. À, cái chữ đó là cảnh nhỏ. Barita Ramana quý thí là lộ tâm, giá là ngũ môn, bành cha đoà đó là ngũ môn. Barita Ramana là cảnh nhỏ. Rồi khi mà chúng ta học cảnh rất lớn, cảnh đến đi vào lộ tâm một cách rất lớn, rồi đến cảnh nhỏ hơn chút xíu là cảnh lớn. Bây giờ mình đi xuống từ từ tới cảnh nhỏ hơn, là cảnh nhỏ được gọi là cảnh nhỏ. Rồi bây giờ chúng ta gạch đầu dòng cái cảnh đi vào môn yếu. Cảnh đi vào môn yếu không đủ lực. Cảnh đi vào môn yếu không đủ lực. Để tác động vào dòng hộ kiếp. Để tác động vào dòng hộ kiếp. Nên phải có từ 4 đến 9 hộ kiếp vừa qua. Mới rung động hộ kiếp. Nên phải có từ 4 đến 9 hộ kiếp vừa qua. Mới rung động hộ kiếp. Rồi, tức là ý để nói là cảnh về cảnh nhỏ này đó, thì khi mà nó đi đến đi vào các môn mình đó, vô mắt hay vô tai mũi lưỡi thân thì nó cảnh thuộc về cảnh nhỏ, thành ra khi nó đi vào thì nó yếu, nó không có đủ để cái sức tác động cái sức mà ảnh hưởng của nó đó, nó không có đủ lực để mà nó tác động vô cái dòng hộ kiếp của mình. Giờ mình đang hộ kiếp tâm, đang hộ kiếp đều thì cảnh nhỏ đến thì nó không đủ lực để tác động mạnh vô cái dòng hộ kiếp, cho nên nó phải xảy ra là ít nhất phải là 4 hộ kiếp vừa qua, hoặc là 5, hoặc 6, hoặc 7, hoặc 8, 9, nó tùy theo nhỏ cỡ nào ha. Thì như vậy hộ kiếp vừa qua nó phát sanh là phải có 4 cho tới 9 hộ kiếp vừa qua thì nó mới làm cho rung động lên cái dòng hộ kiếp được. Thì như vậy cái cảnh mà đi vào làm cho cái tâm mình bị rung động
và lâu như vậy là do cái cảnh yếu. Cũng giống như là mình nghe một âm thanh là nhỏ, chưa đủ để mà cái tâm mình nó chấn động đó, thì nó được gọi là cảnh yếu. Đó là lý do như vậy ha. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng. Tâm lộ chỉ sanh đến sát na xác định, và chỉ có hai hoặc ba sát na. Tâm lộ chỉ sanh đến sát na xác định, và chỉ có hai hoặc ba sát na. Rồi, xuống dòng, gạch đầu dòng. Không có lộ động lực, sanh sao? Không có lộ động lực là chẳng có đá đó, động tóc đó. Không có lộ động tóc, sanh sao? Rồi, tức là ở đây nói đến một cái lộ trình tâm nó bị tới cái xác định thôi, nó không sanh được nữa, bởi vì cảnh nó yếu, cảnh nó nhỏ. Cho nên nó sanh cái hộ kiếp vừa qua, rồi nó phát sanh tới 4 hay tới 9 cái hộ kiếp vừa qua, nó mới rúng động hộ kiếp, rồi nó mới đi từ từ, từ vô, nó tới cái sát na xác định là nó hết lực rồi. Nó hết cái tác động rồi, nó gọi như là nó rớt là hộ kiếp lại. Thành ra cái tâm lộ nó chỉ sanh đến cái sát na xác định thôi. Mà xác định này là 2 hoặc là 3 sát na thôi là nó chìm vô hộ kiếp. Cho nên nó không có cái động lực theo sao, tức là không có 7 cái sát na động tóc nó đi theo sao cái lộ trình tâm cho nó đầy đủ cái linh cái sự mà hoạt sinh hoạt của tâm như vậy. Cho nên đây nó chỉ đến xác định là hết, không có thể là tạo ra cái lộ động lực nữa. Đó là vấn đề chúng ta cần được biết ha. Rồi xuống dòng. Có 6 tâm lộ tính từ hộ kiếp vừa qua. Có 6 tâm lộ tính từ hộ kiếp vừa qua, có 4 hậu kiếp vừa qua, có 4, đúng rồi, nó chưa nhảy lên động đất thì đâu có tạo nghiệp được, nó yếu quá, nó không đủ. Có 6 tâm lộ tính từ hậu kiếp vừa qua, có 4, tức là 4 vừa qua, tức là có 6 tâm lộ, lộ thứ nhất là có 4 hậu kiếp vừa qua, lộ thứ 2, 5, lộ thứ 3, 6, lộ thứ 4 là 7, lộ thứ 5 là 8, lộ thứ 6 là 9, là có chín cái tầm là chín cái sắc nào cái vừa qua đó, 4 tới 9 nãy mình đọc rồi không, thì như vậy phân ra được có 6 cái tầm lộ là hậu kiếp vừa qua. Giờ mình xuống ghi là hậu kiếp 1 tới 4 là vừa qua, hậu kiếp vừa qua 1 tới 4 là vừa qua, là chữ V, 1 tới 4 V. Một tới bốn về năm là rúng động, năm rúng động là chữ R, năm rúng động là hậu kiếp rúng động á. Sáu dứt dòng, sáu dứt dòng. Bảy kháng ngũ môn, rồi 8 ngũ song thức, chín tiếp thâu, 10 quan sát, 10 là quan sát, 11 cho tới 13 là xác định, 11 tới 13 là xác định, 11, rồi trở về hậu kiếp lại, ghi hậu kiếp là cuối cùng ha. Thì như vậy trong cái lộ tâm bắt đầu từ cái 4 cái hậu kiếp vừa qua, 1 tới 4 là có 4 cái sắc na hậu kiếp vừa qua,
Rồi từ cái bốn hồn kiếp vừa qua là khi cảnh nó vào nó tác động á, phải qua một tới bốn hồn kiếp vừa qua xong rồi nó mới rút động hồn kiếp, là thứ năm. Rồi thứ sáu là nó dứt dòng hồn kiếp, tức là rung động lần thứ hai là chấm dứt cái dòng hồn kiếp, thì kháng đủ môn sanh lên là thứ bảy. Kháng đủ môn sanh lên đến ngủ xong thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, một trong năm thức này là cập cho năm thức này sanh lên. Rồi tới nhãn thức xong rồi mới tiếp thâu cảnh nó vào quan sát, rồi mới xác định ở đây nó xác định cảnh ý, mới lặp lại đi ba lần cái xác định, hai hoặc ba cái sắc na. Ở đây chúng ta lấy 11 tới 13 là ba sắc na hồn kiếp, ba sắc na xác định. Nhưng mà nó yếu quá không đủ lực cho ra cái động tốc thì nó rơi trở về hồn kiếp trở lại. Đó là lấy cái hồn kiếp vừa qua là 1 tới 4, một cái là mẫu ha. Rồi chúng ta tiếp theo là xuống dòng diễn hoạt lộ tâm, hoặc là diễn hoạt tâm lộ. Diễn hoạt tâm lộ diễn hoạt tâm lộ xuống dòng sắc na hai chấm có bảy, sắc na hai chấm có bảy. Bảy tức là tính từ kháng ngũ môn, là bắt đầu từ kháng ngũ môn tức là số 7 ha. Còn kháng ngũ môn là 1, ngũ song thức là 2, tiếp thâu là 3, quan sát là 4, rồi xác định là có 3 sắc na là 7, 1, 2, 3 là 7. Thì như vậy sắc na tính ra là có 7. Vì nắm được chưa? Bắt đầu mình bắt từ cái kháng ngũ môn, hậu kiếp thì không tính, vừa qua lúc đầu hậu kiếp hết không tính, tính từ bắt đầu kháng ngũ môn. Rồi như vậy sắc này đúng rồi đó. Rồi vậy để cho rõ ràng ha. Rồi bây giờ tới chặn, dòng chặn hai chấm có năm. Chặn hai chấm có năm, chặn có năm là mình tính từ kháng môn là một chặn, ngũ song thức là hai chặn, tiếp thâu là ba chặn, quan sát là bốn chặn và xác định là năm chặn. Thì vậy tính ra chặn thì chúng ta có 5. Vậy xác định nó giống nhau thì tính là 5. Các ngũ môn, ngũ song thức, sau quan sát, xác định. Xác định cho cái mặt kì á. Cái mặt cái mấy món nữa. Nữa, thể hiện cái mặt nữa. Thái điều là tiếu. Hay là Triệu muốn quỳ nhang thế cho Nguyễn. Triệu muốn quỳ nhang thế. cũng bị cái mặt cười. Đúng rồi, thêm dư bà vô cái mất cái mặt ha. Đi lên cũng có dư bà nha, sao kỳ vậy. Rồi vậy thôi quyện mình đi. Rồi như vậy chặn là mình có năm ha, có năm chặn ha. Rồi thứ tâm hai chấm có chín, thứ tâm hai chấm có chín. Quý vị có nghe rõ mà, trong room có nghe rõ hết đâu mà. Alo cô Diễm Nguyên, Châu Nguyễn, Cà Phê Thuyền, Thâm Ananda, Đông Triều, Giang Nhật, Hạ Hà, Ma Lười, Nguyên Như, Thiền Thủ, Trần Thiện Hoa, nghe rõ hết không ạ? Nghe rõ ha? Ok, sao thử. Rồi, cảm ơn quý vị nghe rõ ha. Rồi, tới đâu rồi ha? Quên điểm danh. Ai cho ngồi quỳ ăn cà rem vậy trời? Quỳ là phải cầm nhang, quỳ là hết cái nhang nó mới được xuống rồi. Tới đâu rồi. Thứ tâm có chính. Có chính là hai hướng tâm. Tức là kháng ngũ môn, kháng ý môn đó, hai hướng tâm.
hướng tâm, hai hướng tâm cộng hai nhãn thức lấy mẫu ha, hai nhãn thức hoặc là hai nhĩ thức, hai tỷ thức, hai tiểu thân thức, giờ lấy hai nhãn thức làm cái tiêu chuẩn thôi. Hai nhãn thức cộng hai tiếp thâu cộng ba quan sát rồi. Ok, thì bây giờ thứ tâm phân ra trong cái lộ trình tâm cảnh nhỏ này chúng ta có được chín, tức là hai hướng tâm, tức là một là kháng ngũ môn, tức là kháng ngũ môn nãy mình học là nó nằm ở số 7 ha. Rồi kháng y môn là nó nằm thuộc về số 11, số 13 là xác định, làm việc xác định là kháng y môn là hai hướng tâm. Rồi hai nhãn thức, hai nhĩ thức, hai tỷ thức đó thì thuộc về ngũ sanh thức. Mỗi lần sanh lên là một loại ha, nhãn thức, hoặc là nhãn thức thiện bất thiện, hay là nhĩ thức thiện bất thiện đó. Bây giờ là hai trước là hai thức, rồi hai tiếp thâu, rồi ba quan sát. Chúng ta có đầy đủ là đã là chín loại tâm trong cái lộ trình tâm cảnh nhỏ này, nhưng mà nó không có phát sanh được cái lộ lòng tóc ha, thành nó không có tính được những cái tâm có làm việc lòng tóc. Như vậy thứ tâm chúng ta có chín, chỉ có chín thôi. Quý vị nắm được không ạ? Alo có nghe không? Alo được ha, rồi ha, rồi ok. Thứ tâm xong rồi, giờ tới người hai chấm có tám, người hai chấm có tám. Người có tám rồi, bốn phàm cộng bốn thánh quả, bốn phàm cộng bốn thánh quả. Rồi, tức là nói về người thì ở đây chúng ta có được bốn, có được tám hạng người, tức là bốn phàm, tức là phàm nhân là có đầy đủ trong cái lộ tâm này ha. Cảnh lộ ngũ môn, mắt tai mũi lưỡi thân là phàm nhân đều có hết. Và bốn thánh quả, tức là bốn bậc thánh, khi đắc đạo quả xong thì đời sống bình nhật họ vẫn có những cái lộ tâm này phát sanh. Thì về người chúng ta có tám, là bốn phàm bốn thánh quả, không có bốn thánh đạo. Bởi vì thánh đạo là chỉ sanh một sát na chứng đạo xong qua đắc quả liền ha. Thì là bốn cái bậc thánh là thánh đạo không có tính vô. Ở đây chúng ta chỉ lấy bốn phàm và bốn thánh quả, đó là cái vấn đề mà chỉ có hạng người là như vậy. Bởi vì người chúng ta đã học có tới 12 hạng người ha, bốn phàm bốn đạo và bốn quả, là bốn thánh đạo bốn thánh quả. Bây giờ lấy bốn phàm và bốn thánh quả có trong cái lộ tâm này. Rồi cõi hai chấm có 26 cõi, năm 26 cõi ngũ uẩn, có 26 cõi ngũ uẩn trừ vô tưởng và sắc giới, trừ vô tưởng và vô sắc giới. Cõi có 26 cõi ngũ uẩn trừ vô tưởng và vô sắc giới. Rồi, đúng rồi, tức là đối với cái lộ tâm lộ ngũ môn á, thì có mặt trong 26 cõi, có thuộc về có đầy đủ năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức uẩn, tức là 26 cõi có đầy đủ, trừ cõi vô tưởng ra, bởi vì vô tưởng chỉ có sắc uẩn, và trừ cái vô sắc luôn, cõi vô sắc thì chỉ có danh uẩn mà không có sắc uẩn, nên là không thể có cái lộ trình tâm ngũ môn mà cảnh rất lớn, cảnh lớn, cảnh nhỏ gì đó cũng không có. Thì vậy cõi có 26 cõi ngũ uẩn phát sinh cái lộ đề tâm cảnh nhỏ này ha. Có gì nắm được không? Alo.
Alo, được không? Cô Nguyên Như được không? Cô Nguyên Như bữa nay đọc bài vờ quảng quá rồi. Bị gì đọc vờ quảng quá? Rồi ha, rồi mất tiêu rồi. Mệt quá ha. À, đi chơi quá, đi vòng quá mệt. Rồi xuống vòng, đánh qua thị là vòng đặc biệt 2 chấm. Đặc biệt 2 chấm. Dòng gặp lại dòng nhãn thức và nhĩ thức có đủ 26 cõi. Nhãn thức và nhĩ thức có đủ 26 cõi. Đám tang không đâu lắm mà. Nhãn thức và nhĩ thức có đủ 26 cõi. Tang hay ma vậy cũng vậy thôi, ngôn từ. Rồi xuống dòng, tỷ thiệt thân thức, tỷ thiệt thân thức có 11 cõi dục giới, có 11 cõi dục giới là 4 cõi khổ cộng 7 cõi vui dục giới. Tỷ thiệt thân thức có 11 cõi dục giới, 4 cõi khổ và 7 cõi vui dục giới. Rồi xuống dòng, cõi phạm thiên sắc giới không có các thức này. Cõi phạm thiên sắc giới không có tỷ thiệt thân thức. Ghi vậy cho rõ ràng, tỷ thiệt thân thức. Ok, cõi phạm thiên sắc giới không có tỷ thiệt thân thức. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng, quan sát thọ hỷ. Rồi hai Nguyên Trang giờ này mới vô là lát phải quỳ nhang tiếp luôn, đủ quá trời. Nay là quỳ nhang được 2 người quỳ nhang rồi đó, còn ai muốn tham gia quỳ nhang tiếp. Quan sát hỷ vẫn có thể sanh trong lộ này nếu là cảnh tốt. Quan sát hỷ vẫn có thể sanh trong lộ này nếu là cảnh tốt. Thì Châu Nguyễn và Nguyên Trang, 2 người quỳ nhang hôm nay là chuẩn bị xong rồi, quỳ nhang. Ai muốn tình nguyện chung thì cứ quỳ chung. Rồi bây giờ mình nói lại cái đặc biệt ha, nhãn thức và nhĩ thức ghi gom lại cái phần đặc biệt vô thành một nhóm đi đều cho dễ đọc. Đặc biệt, nhãn thức và nhĩ thức có đủ 26 cõi, tức là hai cái cặp nhãn thức và nhĩ thức này có mặt trong đủ 26 cõi, tức là 4 cõi khổ, 7 cõi vui dục giới và 6 cõi trời, 7 cõi dục giới và 16 cõi sắc giới, có đầy đủ 26 cõi, trừ cõi vô tưởng với lại cõi 4 cõi vô sắc ra ha, 16 cõi vui dục giới, 16 cõi sắc giới trừ cõi vô tưởng ra, thì như vậy nhãn thức nhĩ thức nó chỉ có, nó có đủ trong 26 cõi. Nó có đầy đủ, thì bởi vì những cõi trời sắc giới nó còn có mắt có tai, thành ra ta còn có nhãn thức và nhĩ thức sanh khởi. Rồi nhưng mà tỷ thiệt thân thức thì không có, tỷ thiệt thân thức chỉ có trong 11 cõi dục giới, tức là 4 cõi khổ và 7 cõi vui dục giới, tức là tỷ thiệt thức chỉ có ở cõi dục giới thôi. Còn phạm thiên sắc giới thì không có các thức này, cõi phạm thiên giới thì không có tỷ thiệt thân thức. Không có các thức này ha, bởi vì họ đã bị coi như do cái sự mà
ly tham về những cái cảnh này. Thành ra cõi phạm vi sắc giới không có những cái thức như tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Mặc dù họ vẫn có những cái hình tướng bên ngoài nó cũng có đầy đủ, nhưng mà cái hệ thần kinh nó không có sạch. Rồi riêng cái quan sát họ hỷ, nếu mà cái cảnh tốt, mặc dù cảnh nhỏ nhưng mà nó thuộc về cảnh tốt, cảnh tốt, cảnh đẹp, thì quan sát hỷ vẫn có thể sanh trong cái lộ này. Đó là cái vấn đề mà những cái trường hợp đặc biệt chúng ta cần phải nắm cho rõ, bởi vì nó làm sáng tỏ cái lộ định tâm này là phát sanh ha. Rồi như vậy mình học xong cái lộ lũ môn, ngũ môn cảnh nhỏ. Rồi bây giờ tiếp theo cái cuối nữa là lộ ngũ môn cảnh rất rất nhỏ. Lộ ngũ môn cảnh rất nhỏ. Lộ ngũ môn cảnh rất nhỏ. Mình cho đòa đó Tibarita Rama Quỳ Thí. Lộ ngũ môn cảnh rất nhỏ. Ghép vô, ghép từ Bali vô luôn điều ơi. Rồi, ok, nó viết bự lên như Châu Nguyễn vậy đó, rõ ràng ha, cái tựa chính vậy ha. Rồi, cái chữ này là cảnh rất nhỏ. Tibarita Ramanam đó, là cảnh rất nhỏ. Cảnh rất nhỏ. Rồi, xuống dòng, gạch đầu dòng. Là cảnh quá nhỏ. Quá nhỏ, quá yếu, muội lược. Cảnh quá nhỏ, quá yếu, muội lược. Chỉ sanh đến hộ kiếp rung động. Chỉ đến hộ kiếp rung động, cho gọn. Chỉ đến hộ kiếp rung động. Chỉ đến hộ kiếp rung động. Dòng. Không thể khởi sanh tâm khách. Không thể khởi sanh tâm khách. À, tức là không có cái những sắc na tâm khách sanh lên. Nó chỉ nằm trong tâm chủ thôi. Tức là hộ kiếp thôi. Xuống dòng. Có từ 10 đến 16 hộ kiếp vừa qua. Có từ 10 đến 16 hộ kiếp vừa qua. Dòng. Hộ kiếp rúng động có vài sắc na. Hộ kiếp rúng động có vài sắc na. Rồi, tức là đây là cái lộ trình tâm nó phát sanh là đối với cảnh rất là nhỏ, cảnh rất là yếu, cảnh muội lược, cảnh quá nhỏ, thì nó không có thể khởi sanh lên được những cái loại tâm khách. Và nó tác động vô là phải từ 10 đến 16 cái hộ kiếp vừa qua. Tức là hộ kiếp mình đang đều 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 thì nó tác động vô, nó làm cho hộ kiếp vừa qua. Thì phải tới 10 tới 16 hộ kiếp vừa qua, rồi sau đó là hộ kiếp rung động mới sanh khởi. Chỉ vài sắc na thôi là rớt xuống trở lại. Đó là vấn đề là chúng ta cần được hiểu như vậy. Rồi xuống dòng. Có 7 lộ. Có 7 lộ. Cái này có 7 lộ tính từ lộ 10 hộ kiếp vừa qua. Tính từ 10. Tính từ lộ có 10 hộ kiếp vừa qua. Chấm 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 chấm.
Lộ thứ bảy có 16 hồi qua. Có 7 lộ tính từ lộ có 10 hộ kiếp vừa qua. Lộ 10 hộ kiếp vừa qua là 1, phải không? Rồi 2 là 11 hộ kiếp vừa qua. Đúng chưa? 3 là 12, 4 là 13, 5 là 14, 6 là 15, 7 là 16. À, đúng ha, 7, 7 cái lộ trình tâm là phát sanh trong cái tâm cảnh rất nhỏ này. Đúng không vậy? Quý vị tính là đúng không? Có bị lộn không? 7 lộ tính từ lộ có 10 cái vừa qua đến 16 kiểu vừa qua là lộ thứ bảy, đúng không? Không hiểu hả? Tức là bây giờ có 7 lộ trình tâm, 7 lộ tâm, 7 lộ tâm tính từ lộ thứ nhất là tính từ lộ có 10 hộ kiếp vừa qua là lộ, đúng chưa? Lộ thứ nhất là có 10 hộ kiếp vừa qua. Lộ thứ nhì có 11, đúng không? Ghi hết luôn đi cho rõ. Lộ nhì có 11. Lộ thứ ba có 12. Lộ thứ tư có 13. Lộ thứ năm có 14. Lộ thứ 6 có 15. Và lộ thứ 7 có 16 hồi kiếp vừa qua. Đúng rồi, 17 là 7 cái, đúng rồi. 7 lộ trình tâm. Đó, hiểu chưa? Hiểu chưa? Alo. Tức là đối với cảnh rất nhỏ này phát sanh có 7 lộ. Sao? Tức là lộ trình tâm mà phát ra lộ cảnh rất nhỏ này nó phát sanh có 7 lộ. Mà trong bọn này cái lộ đầu tiên nó phát sanh đó, nó có 10 hộ kiếp vừa qua. Đúng chưa? Là lộ thứ nhất là nó phát sanh có 10 hộ kiếp vừa qua. Lộ thứ hai nó có 11, lộ thứ ba có 12, lộ thứ tư có 13, lộ thứ bốn có, lộ thứ tư có 13, lộ thứ năm có 14, lộ thứ sáu có 15, lộ thứ bảy có 16 hộ kiếp vừa qua. Tức là cái lộ tâm phát sanh lộ thứ nhất á, thì nó có 10 hộ kiếp vừa qua thôi, rồi nó rung động. À, còn lộ thứ nhì á, thì nó có 11 hộ kiếp vừa qua rồi nó mới rung động. À, thì cứ như vậy tính lên tới 16 hộ kiếp vừa qua, thì nó mới nhảy qua cái sắc na rung động. À, tức là như vậy, tức là mỗi lộ thì 10 hộ kiếp vừa qua rung động. Còn nếu mà hơn thì nó là 11 rồi rung động, 12 rung động, 13 rung động, 14 rung động, 15 tới rung động, 16 tới rung động. À, tức là nhiều khi tới 16 hộ kiếp vừa qua là cảnh nó nhỏ quá. À, nó do ảnh hưởng của cảnh đó. Giờ cảnh nó nhỏ quá, nó không có làm cho cái tâm rung động nó sinh khởi lên, hộ kiếp rung động thì là nó dài quá. Một là từ 10 có thể kéo dài 12, 14 là 16. Đó là cái ý là nói là như vậy. Tức là phát sanh như vậy, phân ra vậy, nó có tới 7 cái lộ tâm tính từ 10 hộ kiếp vừa qua cho tới 16 hộ kiếp vừa qua thì nó có 7. Được chưa? Ok chưa? Rồi bây giờ lộ tâm nè, 2 chấm, lộ tâm 2 chấm. Đúng rồi, thay mọi người. Rồi, lộ tâm nè. Giờ 1 tới 10 là V ha, 1 tới 10 là vừa qua. Rồi, 11 tới 13 là rung động. 11 tới 13 rung động.
Rồi, hộ kiếp trở lại. Hộ kiếp trở lại. À, tức là lấy lộ tâm, lấy cái 1 tới 10 làm là tiêu chuẩn ha. Tức là 1 tới 10 hộ kiếp vừa qua, tới 11 tới 13 là ba cái sát na rung động sanh khởi. Còn nếu mà 1 tới 11 vừa qua thì cũng vậy, cũng ghi hết cho tôi 1 tới 11. Thì 10, 12 tới 14. À, cứ vậy tính lên ha. Quý vị nắm được này chưa? Có lộn xộn gì con? Alo. Ok chưa? À, ok rồi. Châu Nguyễn ok chưa? Nguyên Như ok chưa? Còn chưa ok là lát Quỳ Nhan luôn. Lát Quỳ Nhan tập thể luôn cho nó vui. Rồi đúng rồi đó. 2 tới thứ 2 là 1 tới 11. 12, 14, đúng rồi. Rồi cứ vậy mình ghi tăng lên vậy đó. Rồi, được ha. Vậy là bác Quỳ Nhan chung với Châu Nguyễn vừa rồi. Hai chị em Quỳ chung với lại cô gì đó nãy quên rồi. Nguyên Trang nó mất tiêu rồi. Nãy giờ vô biết đâu mất rồi. Vô em ru rồi. Diện chúc ba chị em luôn, Như Trang, Châu Nguyễn, Quỳ Chung ha. Rồi bây giờ diễn hoạt tâm lộ hai chấm. Diễn hoạt tâm lộ dòng gạch đầu dòng, không có sát na tâm khách, không có sát na tâm khách. Dòng không có chặn, không có sát na tâm khách, không có chặn, không có tâm khách. Nãy sát na tâm khách, là giờ không có tâm khách, tức là không có những cái tâm khách quan sanh lên. Người có tám, dòng người có tám, bốn phàm bốn thánh quả ha. Cõi có 26 cõi ngũ uẩn, cõi có 26 cõi ngũ uẩn. Rồi như vậy là về cái tâm cảnh rất nhỏ này, nó không có những cái tâm khách phát sanh như mình học ha, không có sát na, không có chặn, cũng không có những cái thứ tâm thứ tâm khách sanh. Về người thì chúng ta có được 8 loại người, cũng có cái trường hợp này, cảnh rất nhỏ lớn. Cõi cũng 26 cõi ngũ uẩn, trừ 4 cõi vô sắc chứ cõi vô tưởng ra thì chúng ta có 26 cõi ngũ uẩn. Đó là cái diễn tiến về cái tâm lộ cảnh rất nhỏ là như vậy. Và cảnh đến nhỏ quá đó thì nó không có đủ lực, không có đủ sức tác động để nó làm phát sinh những cái loại tâm khách sinh khởi. Và nó chỉ như rung ra, nó trở về hậu kiếp vậy. Rồi, bây giờ là chúng ta xong cái phần tâm cảnh rất nhỏ. Rồi, xuống dòng ghi kết, hai chấm. Kết. Tổng kết cũng được, tổng kết, hai chấm. Cảnh rất lớn. Tổng kết đi, xuống dòng. Cảnh rất lớn, có một hộ kiếp vừa qua.
cảnh rất lớn, có một hộ kiếp vừa qua. Dòng cảnh lớn có hai hoặc ba hộ kiếp vừa qua. Cảnh lớn có hai hoặc ba hộ kiếp vừa qua. Dòng cảnh nhỏ chỉ sanh đến sát định tâm. Nhỏ chỉ sanh đến sát định tâm. Rồi xuống dòng cảnh cực nhỏ thì chỉ đến hộ kiếp rung động. Rồi bây giờ xuống dòng ghi tổng cộng có 100 lộ ngũ môn thời Bình Nhật. Tổng cộng có 100 lộ ngũ môn thời Bình Nhật. Nãy giờ thấy cô Kim Dung cứ đi ra vô hoài, không biết nãy giờ chắc đâu học được gì, không nghe. Tổng cộng có 100 lộ ngũ môn thời Bình Nhật. Xuống dòng gạch đầu dòng, cảnh rất lớn, có 3 lộ. Cảnh rất lớn có 3 lộ. Cảnh lớn có 4 lộ. Cảnh nhỏ có 6 lộ. Cảnh nhỏ có 6 lộ. Cảnh rất nhỏ có 7 lộ. Rồi, như vậy là tổng số là mình có là đây 3 với 4 là 7. 7 với 6 với 7 nữa là 20, đúng không? Là mình có 20 mà nhân cho 5 môn. Thì bây giờ 20 lộ nhân cho 5 môn thì ra có 100 lộ. Ghi là tổng có 20 lộ nhân cho 5 môn bằng 100 lộ. 5 môn, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Tức là 20 lộ này cơ bản là nhân cho 5 lộ. Là 5 cái môn đó. Nhân cho 5 cái môn nó vô theo từng môn ha. Thì như vậy 20 lộ này mà nhân cho 5 môn thì mình có được 100 lộ tâm. À, thuộc về lộ ngũ môn thời Bình Nhật. Được chưa quý vị? Alo. 10 năm rồi, 100 lọ. À, mình học được 100 lọ rồi ha. À, sơ khởi là mình đã nắm được 100 lọ. Tới đây là chúng ta chấm dứt cái phần lọ tình tâm ngũ môn, cảnh rất lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ, là chấm dứt cái phần lọ ngũ môn. À, quá giỏi ha, quá siêu ha. À, cái này là giao cho cô Châu làm lại hết 100 lọ rồi ha, cho vô làm sơ đồ đàng hoàng. Cho bài gom lại là lộ ngũ môn, cho nó đâu cho đó đàng hoàng ha, toàn bộ lộ ngũ môn. Rồi kỳ tới là chúng ta bước qua lộ ý môn. À, ý môn còn dữ dội nữa. càng đi sâu vô ha. Rồi như vậy là quý vị học tới đây là xong lộ ngũ môn ha. Quý vị đã nắm được như thế nào, alo cho biết để rồi, mời Vũ Rum lên phát biểu, hay là mấy anh em trong Rum Bến Tre phát biểu trước đi. Rồi mời quý vị tuần tự phát biểu cho biết sau khi học xong lộ ngũ môn thì cảm thấy mình như thế nào, cảm thấy cái tri kiến của mình ra sao. Rồi mời quý vị nha.
Kính chào thầy, xin chào phép. Thì qua câu hỏi của thầy thì cái bộ môn ví dụ pháp thì theo cảm tưởng, thì theo nhận xét của chủ quan thì thấy rõ ràng là bộ môn này các bạn học tới giờ này đó, nói là mình thấy nó biết sợ á, tại mình thấy mình càng học cái nó sẽ lòi ra cái mình không biết mình nhiều quá. À, mà thấy cái mà mình thấy là cái bản nội cái bản Abhidhamma là nó, mỗi ngày cũng nhìn nó hoài đó, mà mình thấy rõ ràng là nếu như mà không có được học cái bản này, không có đối chiếu xem xét lại thì những cái điều mình học của những cái ví dụ như mình nói cái 18 giới, những cái quẩn rồi vân vân, mình thấy rõ ràng là nó là cái gì đó không có thể giải thích được, không hiểu được luôn. Thậm chí là nhiều khi mình học rồi có bắt đầu mình có cái sự phân chia, có cái sự phân ra danh sắc riêng lẻ, dụ tâm sở hữu tâm rồi vân vân, rồi sắc pháp mình cũng phân chia ra ra từ cái mảnh nhỏ, bắt đầu mình lẫn lộn với quẩn rồi vân vân, cái sắc quẩn rồi vân vân, tất cả những cái đó là đều khiến cho cái sự hiểu của mình nó không có rõ ràng. Thành ra thấy rõ ràng là cái thầy hướng dẫn cái phần giảng dạy của thầy nó đi nó từng phần, có những cái phần tại sao là không có thể giải trước được. Rõ ràng là cái tiến trình tâm này, nếu như mà chúng ta không học kỹ về tâm, về cái sự vận động của tâm, rồi sở hữu tâm, căn trần thức rồi các cái, ví dụ những cái phần đó chúng ta không nắm vững là không thể nào giải thích mà hiểu được. Tại vì cái tâm này nó không có riêng lẻ. Nó đi là nó theo một cái tiến trình của nó, là nó phải dẫn diễn hoạt như vậy đó, chứ nó không có phải là những cái riêng lẻ. Mình học là mình nói là nó mỗi lần nó chỉ giờ một thời điểm chỉ diễn ra một tâm thôi, thì đó là diễn ra một tâm, nhưng mà nó là cái thành lộ của nó, chứ nó không phải chỉ có một tâm được. Nó đi thậm chí là tâm nó vận động lên là phải có sở hữu tâm, rồi vân vân đồng sinh theo, rồi những cái quẩn của mình mà nó sở dĩ mà nó phát sinh ra gọi là cái những cái hành tâm hành rồi này nọ, là nó phải hội đủ ba yếu tố, là căn trần thức nó phải diễn quản nó mới sinh ra. Thành ra khi mà gặp cảnh lớn cảnh nhỏ, khi nào là có cảnh rồi có căn có trần có thức nó tác động lên thì lúc đó cái tâm nó mới sinh khởi đó. Cái vậy thì mình thấy sơ qua những cái phần đó thì càng học thấy, nếu mà mình học mà mình không học kỹ là nói thiệt không có thầy chỉ dạy rồi vân vân, không chịu nghiên cứu tìm tòi là chắc chắn là phải nói là mù mờ mấy cái bài đầu rồi là tuôn chạy mất luôn, chứ không học được gì, nó quá khó. Đó là mình nói là trên cái mặt kiến giải, trên cái văn tự thôi, chứ còn tu chứng, còn cái hành trình tu chứng nữa, hành trình tu chứng để thấy ra sự thật, cái này nó chỉ mới cái phần lý thuyết thôi. Đó, thì mình thấy rõ ràng là cái người tu tập nếu như mà chỉ thực hành mà không có biết cái gì về giáo pháp, về giáo lý thì nói chung là hơi bị mệt. Hoặc là nếu mà chỉ có biết về lý thuyết thôi mà mình không có vận dụng, mình không thực chứng, mình không có tu tập, mình không có ngồi lại để mình nhìn cái diễn hoạt nội tâm của mình đó, thì mình cũng bó tay luôn, coi như cũng không có giải thoát được gì cả. Đó, mình vẫn mãi mãi là vô minh, đúng là trong cái tiến trình như mình, giờ mình ngồi mình đi tới đi lui mình không có làm gì hết, thì rõ ràng là lúc đó là mình đã đang vô minh, đó, không có hành gì đâu, nó vô phá bên gá rồi, nó vô minh rồi, nhiều đó thôi là mình thấy là mình chìm trong vô minh, sợ thiệt chứ. Thì nói chung là học cái bài này càng ngày càng học thì nó rất là cái rất là biết ơn thầy, nói chung là nó rất biết ơn có những cái phần mà nếu mà thầy không có chỉ là không thể nào thấy được. Nhiều khi mình đọc sách đó, bây giờ những cái quyển sách mình đọc lại đối chiếu với những cái phần mà đã được học thì mình mới thấy ra thôi, chứ trước đó nhiều khi cũng có đọc qua hết trơn à, mà không có nhận ra được. Nó như vậy đó, nó có nhiều cái, ví dụ như mình nói đọc sử duyên đó, nghe thầy nhắc là ông đọc trong sách là cũng tiếng Bali rồi vân vân vậy đó, mà tới chừng đọc sách rồi lại mình nghe nói đọc sử duyên tâm mó rồi cái mình giật mình, mình nói cái này mới, dần dần lại bài thầy nói từ đầu luôn á. Đại khái nó có những cái vậy. Thành ra bản thân thì dĩ nhiên đó là cái những cái nhận xét của
cá nhân thôi, còn gì khác chắc có những ý kiến hay rồi. Xin hết rồi. Xa thấu, xa thấu. Rồi, cảm ơn anh Phúc. Rồi, bây giờ mời tới vị khác nha. Bây giờ tới Nguyên Như đi. Nguyên Như xong rồi đến Châu Nguyễn, rồi đến Đông Triều, Nhật Hạ, Hà, Hồng Kim Nhung, v.v. Mời Nguyên Trang, mời Thiện Hữu hay là tất cả quý vị. Mọi người cho ý kiến để tụi chúng tôi nắm được cái vấn đề như thế nào. Chúng ta học đi tới đây, tới vấn đề hôm nay là cũng rất là nhiều ha, khá nhiều và cũng là một cái rất là quan hỷ lớp mình đã đi được tới ngày hôm nay, bởi vì chúng ta nghĩ là cái môn này chắc lúc đầu nhận học dạy cho vi diệu pháp này nghĩ chắc chừng cao lắm 3 tháng 2 tháng cuốn dép chạy mất, khó quá cuốn dép lắm. Rồi giờ mời tới cô nào trước đây. Rồi mời Nguyên Như trước đi. Nguyên Như rồi Nguyên Trang rồi Châu Nguyễn rồi cô Kim Dung vân vân vân, mời tất cả Hà, mời tất cả quý vị quan nghĩ lên cho biết được tư duy của mình sau khi học với xong phần lộ trình tâm ngũ môn này. Rồi xin mời nha, mời Nguyên Như nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Khai. Dạ, con kính chào thầy kinh và đạo tràng. Con không thấy Nguyên Như đâu hết thì mà không ai cầm mic thì thôi thầy con lên. Con nói cái cảm nghĩ của con. Dạ, khi mà con học cái lộ trình tâm á, thưa thầy, thì con thấy tâm không gián đoạn, chỉ có khi nào mình ngủ thì có hữu phần nó sang vô. Mà cái chính là tất cả cái lộ trình tâm con thấy có cái tâm sở tư và tác ý. Thì và sau đó là có cái động lực, thì cái mấu chốt ở đây là khi mình thấy có tâm sở tư và động lực thì ngay đó là mình có cái tạo nghiệp thiện hay bất thiện, thì quả là sợ cái dòng tâm thức mình nó luôn 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 không gián đoạn. Thì thành ra con nghĩ là khi mình hiểu được cái đó thì mình nghĩ quả thật cái nghiệp lực báo thiện hay bất thiện đó luôn tuôn chảy, nó luôn sanh khởi, không ngừng gián đoạn. Thành ra khi mà mình có cái tác ý mà không khôn khéo hoặc không có cái niệm, thất niệm thì quả gì đánh sanh nó đã là đúng, tại vì toàn là bất thiện không. Thành ra cái đó khi hiểu thì con sợ, con cũng nghĩ là trời ơi, quá sợ cái dòng sanh tử luân hồi, hàng chi Đức Phật dạy là mình vô lượng kiếp là do vậy. Thành ra khi hiểu được cái đó và khi hành thì tâm luôn sanh khởi, thì phải có cái sự tác ý, có tâm sở tư và cái tác ý để niệm bắt ngay cái đó, để mà không tiếp tục vô bất thiện nữa mà cố gắng tạo cái thiện nghiệp. Thì cái đó là do cái sự biết hay ghi nhận của tâm. Nếu không có sự tác ý của hay biết thì cái đó là thức niệm dễ dàng và lôi kéo mình vô bốn đường ác đạo. Dạ, con xin xuống mít.
Rồi, sao thử, sao thử. Rồi, còn ai tiếp ơi? Ai lên tiếp đây? Mời quý vị nghe không? Chưa nghe không? Alo, quý vị có nghe không? Mời quý vị quan hỷ lên mỗi người cho ý kiến để mình tổng kết buổi học hôm nay. Rồi, Chánh Tâm có ý kiến gì không? Diễm Nguyễn, Châu Nguyễn, Cà Phê Thuyền, Bến Tre, Thăm Má Lanh Đá, vân vân vân. Mời tất cả quý vị lên cho biết cái ý kiến mình sau buổi học nha. Rồi, mời Nguyên Như. Nguyên Như trước ha, mời Nguyên Như. Dạ, thưa thầy, con kính chào thầy, con kính chào cả lớp. Dạ, thưa thầy, chưa bao giờ mà mệt như vậy mà phải học đến 100 cái lộ trình thông. Nó từ đuối tới đuối thôi thầy. Con xin lỗi, đám ma mệt quá thành ra con không còn sức nữa. Con đọc chữ tiếng Việt cũng không ra mà đọc lên tính tiếng Bali lận thầy quá dữ. Theo kinh nghiệm của con á, thì khi mà soạn bài chung với thầy làm rồi coi những bài của Châu Nguyễn, phụ với Châu Nguyễn đọc lại bài đó, thưa thầy, thưa cả lớp, thì con thấy từng câu từng chữ ở trong cái giáo trình của thầy và trong những cái sách mà mình đọc á, từng cái chữ á, nó đều có một cái vai trò và một cái nghĩa vụ và một cái nghĩa ở trong cái từng cái câu văn ở trong cái môn học di diệu pháp. Thành ra nếu mà mình là người sơ cơ mà có một cái chữ hoặc một cái nhóm chữ mà mình không biết đó, là mình rất là thiếu sót ở chỗ đó, chứ không phải là mình nghĩ một cái hàng đó mình đọc có năm chữ này mộng hữu không hiểu thì cứ cho qua. Nhiều khi mình nghĩ giống như mình đọc một cuốn sách đời hay là một cuốn truyện, rồi mình cứ cho qua, mà mình cứ cho qua từ đầu tới cuối như vậy mình không hiểu được gì hết. Là cái lý do đó tụi con thấy khi mà mình ngồi mình soạn bài xuống, một cái câu mà thầy ghi xuống cái chỗ đó là nó có một cái vai trò nhất định trong cái textbook, trong cái nội dung của bài học. Nó không có dư ra một chút nào hết. Không phải là tự nhiên thầy thích rồi thầy để vô đó chơi cho vui. Thành ra nếu mà mình học mà cái chỗ nào trong bài mà mình không có hiểu một cái chỗ đó, thì con nghĩ mình lúc đó là mình thấy mình nên xách cái tập để mình đi hỏi. Từ nếu mà mình để đó thì nó sẽ thành một cái lỗ hổng của kiến thức. Tự vì tất cả những cái từng chữ từng câu đó nó không có phải ở đó cho vui ạ. Con thấy khi mà mình học cái môn này, nếu mà không có sự dẫn dắt của thầy, của quý sư, không có bao giờ và không có thể nào và vĩnh viễn không thể nào mà mình tự mò ra được hết. Ngay cả trong một cái, con thấy có những cái cuốn sách đó, nó ghi cái trình tự, thứ tự học khác nhau, nhưng mà tùy theo cái giáo trình của những vị thầy khác nhau. Nhưng mà nếu mà mình vô mình học tùm lum, mình học giống như từ chapter 1 tới chapter 10, nó sẽ không hiểu được. Thành ra thầy kinh giống vậy, thầy kinh sẽ không bao giờ là đi từ đầu tới cuối luôn tuồng. Thầy phải có một cái logic riêng, rồi thầy phải là cái bài nào trước, cái bài nào sau, rồi tại sao mà thầy đến gần 2 năm rưỡi thầy mới cho tụi con học lộ trình tâm, mà còn trật trầy trật ruột. Mà con thấy có nhiều vị á thì chỉ có đến buổi thứ sáu đã học tới lộ trình tâm rồi. Con nghĩ hoài không biết tại sao. Con nghĩ chắc là tự học như vậy để lấy cái kiến thức sơ sơ để mà cho vui thôi. Chứ nếu mà tụi con học 2 năm rưỡi mà cũng không thể hiểu sát nghĩa được thì làm sao mà học có 6 buổi di diệu pháp hoặc là 7 buổi mà vô lộ trình tâm mà hiểu được. Thành ra con thấy tùy cái in depth, cái mức sâu mà cái vị giáo thọ muốn cho chúng ta hiểu được. Có vị thì chỉ muốn giải thích sơ qua, có vị là chỉ muốn cho mình gieo mầm móng để mình học trong cái thời gian tương lai thôi. Còn thầy kinh á, thì đặc biệt con thấy thầy là muốn cho tụi con học, và những cái vị đi theo thầy học á, là những cái vị mà rất là có muốn, có cái chiều sâu và có cái sự nghiên cứu thì mới theo thầy nổi. Còn nếu mà không á, thì cũng như xin lỗi là đã dăng mất xác. Dạ, con chỉ có bấy nhiêu thôi. Dạ, con xin dâng mic tại cho đạo tràng ạ. À. Đúng như vậy. Chúng ta biết môn vị diệu pháp này nó là một cái gì đó rất là khó khăn, rất là trăn trở. Ngay cả người dạy cũng như người học rất là
mệt mỏi không? Mình ngồi nghiên cứu đủ thứ, dùng đủ cách để mà trình diễn rất là khó. Rồi xin mời tiếp Chánh Tâm phải không? Nãy Chánh Tâm giơ tay, mời Chánh Tâm tiếp ha. Mời Chánh Tâm giơ tay là. Dạ, con kính chào thầy và con kính chào cả lớp. Thật ra con học thầy cũng khoảng nửa năm và con thấy thầy chương trình thầy dạy với cái sự dạy của thầy con cũng học hỏi rất là nhiều. Với cái những cái về tâm hay tâm sở và những sắc pháp và khi học thì con thấy con hiểu rõ cái tâm hơn và có thể biết mình hồi xưa thì mình làm những gì thì mình cảm thấy mình không hiểu là mình tham hay mình sân mình si, nhưng mà bây giờ mình hiểu á, mà mình nói mình không tham không sân á, nhưng khi mình tới mình nói mình hiểu á thì nó chậm rồi, nhưng mà khi nó tái diễn á thì mình biết, thì khi mình biết cái sự tham sân si cái đó, at least học cái vi diệu pháp này con mới biết cái pháp này rất là nó vi diệu, và mình học mình hiểu rõ cái tâm mình hơn, và với áp dụng trong cái thiền thiền định hay là thiền quán á, thì có thể mình thấy rõ được cái sự thực tính của pháp, và nhiều lúc nói thấy thì cũng có thể thấy chậm, lúc thấy rồi lúc khi đi ra khỏi thiền thì mình mới tư duy mình suy nghĩ lại. Hồi xưa giống như con học vi pháp con coi trong sách, thật ra nhiều coi lúc con có thầy thì rất là khó khó hiểu, thì con pháp học của con thì rất khó hiểu, thì con đa số ở đó con hành nhiều hơn là pháp học, nhưng mà khi có pháp học thì con áp dụng vào pháp hành thì nó rất là khá hơn trước, có thể hiểu được không hiểu cái nào là tục đế và chân đế thì cảm thấy nó tiến triển dần hơn. Và với cái con theo dõi, con cũng học nhiều vi pháp, con học hỏi rất nhiều thầy, nhưng mà con thấy thầy là rất là nổi trội nhất trong tất cả các vị thầy con học. Thứ nhất là thầy có cái sự kiên nhẫn, thầy dạy vi pháp này vẫn 2-3 năm mà thầy không ngừng nghỉ ngày nào hết, thầy dạy, thầy nói, thầy dạy là thầy dạy, thầy không bao giờ mà thầy cắt đứt ngang, mà thầy lúc nào cũng tiếp tục, là một cái sự con rất là kính nể thầy. Và khi con theo dõi học được của thầy thì cái sự những con học những cái bài của cô Thi Lâm post lên hay là vô trong Facebook học thì con nó không cứ ngừng động, và khi con học con cắt chấp kịp và con học tiếp theo rất là hay, và có thầy dạy đó, và có cái sự như là cô Châu tống cũng như là thư ký tổng kết lại đem lên, và có sự dò bài của lớp như kỳ duyên thì có nhiều lúc con không có dịp thì con cũng vô học trong cái Facebook, thì thật ra cái chương trình của thầy dạy rất là, con chưa từng thấy học vi pháp nó có sự cấu trúc dù thiếu bài hay là gì, mình có thể vô nhờ cái sự đóng góp của cô Thi Lâm, cổ thâu những cái bài video những cái đó đem lên lại, và là mình không dù mình thiếu cái học hỏi ngày đó mà mình vô đó mình có thể học được. Cái sự đóng góp của thầy rất là to lớn, con học con rất là kính tri ân, và những người bạn mới vô cũng vẫn có thể học kịp vì có những lớp như là kỳ viên dò bài lại từ đầu lại cuối thì họ có thể học cách chấp rất là cao siêu. Còn như hôm qua con có nghe trong cái ngày Liễu Tông có trình bày về có một vị nói không nói không cảm thấy không có nói chương trình vì pháp thầy không dạy không có giáo trình, nhưng mà từ hôm qua con không có trong đó và phụ dân con không đó trong đó, mà vị đó complain nếu mà con có trong đó con sẽ hỏi nếu mà sao anh ta biết, anh ta chỉ vô cái giáo trình cái ngày thứ năm mà nói dạy thầy dạy về nghiệp mà sao thầy không dạy đúng chương trình vi diệu pháp, con không có đó con không có thể nói được, nếu mà con có đó con sẽ nói là anh có biết là thầy đã dạy gần 3 năm chưa mà anh biết, mà trong thầy dạy có tất cả là 3 lớp
mà mỗi người, mỗi lớp cái trình độ căn bản khác nhau, họ có thể học mà họ thu tiếp mỗi người khác nhau. Đừng có nói vậy, thầy biết thầy dạy những gì thầy sẽ dạy cho những học sinh. Còn nếu mà anh muốn hỏi, anh cứ complain, nếu mà anh muốn hỏi thẳng á, thì anh cứ thể hỏi thầy Kinh. Thầy Kinh là người dạy trực tiếp, thầy có thể trả lời thẳng cho anh, chứ đừng có hỏi qua ngài Liễu Tông là cái giáo trình đó phải dạy theo phương pháp này và nói thầy không dạy đúng phương pháp. Con rất tiếc là hôm qua con không có ở đó để con có thể lên con nói cái ngày đó. Đừng có nên nói những gì mà mình chưa thấy rõ cái đó. Nhưng mà khi bây giờ con học hiểu duy vi pháp, không cần mình phải đính chính gì hết, mình học mình hiểu cái tâm mình hiểu cái vị thầy đó và mình kính trọng. Và cuối cùng là con rất kính tri ân thầy và tất cả các lớp học hỏi các bạn thiện tri thức. Thì trong lúc nhiều lúc con có những cái tâm không tốt, tâm xấu, ích kỷ, nhưng mà con hiểu, con biết nhiều lúc con cái thân khẩu ý của con làm ra. Nhưng mà khi học vi diệu pháp thì con cảm thấy sợ và con cũng biết những gì con nên thay đổi và sửa lại tính tình của con, và cuối cùng con sẽ thành kính cảm tri ân thầy và con xin xuống mít. Cảm ơn thầy ạ. Ơi, xa lắm, xa lắm. À, rất là quan nghĩ ha. À, tính tâm vô sao mà học theo, bắt theo rất là nhanh thằng lẹ và rất là hiểu bài, rất là xa thú. Còn cái vấn đề của ông Phù Vân đó, ông đó thì không có gì đó, bởi vì ông cũng đã có một lần rồi, ông vô lâu lâu cũng nhảy vô nghe chút rồi đó. À, thì ông có một lần ông nghe mà chớp mà nhán sao đó, ông có điện thoại qua chúng tôi hỏi, thì chúng tôi mới giảng lại cho ông nghe. Ồ, ông nói dậu vậy, ông nghe lộn, xin lỗi. Và một là hôm nay hôm qua nghe nói có vụ ông lên nói về giáo trình vậy đó, thì nó thật ra là ông cũng hình như ông cũng sao, hình như ông có vấn đề trong cuốn ta. Thì quý vị vô Thắng Pháp Tập Yếu Luận á, mở ra rõ ràng chương 5, trong đó có giảng về nghiệp, bốn loại nghiệp đàng hoàng, nghiệp mà như thế nào nào đầy đủ, không có thiếu gì đó, nó nằm trong giáo trình đầy đủ, không có thiếu đâu hết. Mà ngay cả Sư Lâm Tông cũng lộn, Sư Lâm cũng nói là chương 4, không phải mà nằm chương 5 chứ không phải là chương 4. Ở Thắng Pháp Tập Yếu Luận hay là vì pháp tất yếu có giải hết rồi, chứ không có, chứ không phải không có. Tức là bởi vì cái phần nghiệp này nó rất là sâu sắc ha, và ra trong đó người ta cũng có dạy phân tích cho mình thấy bốn thứ, bốn loại đủ thứ trong đó ha, có cho chúng ta thấy, nhưng mà tổng quát thôi. Còn cái đúng chương năm đúng rồi đó. Còn khi chúng tôi dạy thì chúng tôi từ cũng dựa trên Thắng Pháp Tập Yếu Luận như vậy, rồi mình mới phân tích sâu hơn, lấy chú giải, phụ chú giải để mình khai triển ra, giúp cho quý vị nắm được cái phần nghiệp một tương đối khá khá hơn chút. Rồi từ từ cứ nắm căn bản, rồi từ đó mình dùng trí mình sẽ hiểu như vậy. Còn huynh cái đó thì hình như ổng không biết ổng học ai, không có Việt Nam hay ổng ở đâu không biết, ổng học ai mà ổng nói là nó không có trong chương trình, không có trong giáo án. Mà chúng ta dạy ngoài giáo án của vị diệu pháp, thứ nhất là ông đã sai vấn đề đó, là nó có chứ không phải không có, có giáo án đàng hoàng, nó có trong chương trình đàng hoàng, thứ nhất là như vậy. Và cái điều thứ hai nữa đó là cái chương trình này mà chúng tôi dạy thì chúng tôi có cái giáo án riêng của mình, mình có giáo án riêng của mình, thì mình nếu ổng thích học thì ổng học, ổng thích thôi chứ đâu ai bắt buộc. Mỗi một thầy có giáo án riêng, mỗi người có giáo án riêng. Chẳng hạn như giờ Thắng Pháp Tập Yếu Luận hoặc là vi pháp tất yếu thì người ta dạy chừng 1, chừng 2, chừng 3, chừng 4, chừng 5, chừng 6, người ta đi thứ tự vậy. Nhưng mà có nhiều ông không dạy vậy, có ông thì ông lên ông dạy chừng 1, chừng 2, ông nhảy qua chừng 6, rồi ông trở về chừng 3, ông nhảy luôn, làm cách nào làm, miễn người ta giải, người ta giải trình sao cho mình hiểu được thôi. Đó là cái cách của mỗi một vị giảng sư người ta dạy. Còn chúng tôi thì cũng dựa theo vi pháp Thắng Pháp Tự Luận đàng hoàng để mình dạy cho nó đâu vô đó đàng hoàng, và mình trích dẫn thêm rất là nhiều cái phụ chú, nhiều cái tài liệu để cống hiến cho tất cả quý vị được có thêm những cái kiến thức sâu rộng hơn, đem nó lợi ích nhiều hơn. Đó là cái vấn đề mà của ông đó thôi, kể ông đi, ông cũng hay thắc mắc, là ông hay canh thắc mắc lùm lum tà la, không biết lý do gì mình không hiểu. Nhưng mà có một điều là chúng ta nên nhớ là mình học pháp á, học để mà mở mang trí tuệ, học để làm giảm bớt đi những cái tánh mà gọi như là thường cận cái duyên của mình, những xấu của mình, hoặc học để mà giảm đi những cái sự mà
tham lam ganh tị ích kỷ bỏng sẻn vân vân, mình học để mình giảm bớt cái đó. Càng lúc chúng ta càng đơn giản hơn, mình sống hòa mình hơn, mình sống biết yêu thương nhau hơn, đoàn kết hơn. Còn học mà để có những cái không tốt như vậy thì nên xét lại. Mình nên xét lại cái học của mình. Nó có vấn đề học mà mình càng ngày mình tham mình càng lớn, sân mình càng lớn, ganh tị mình càng lớn, thì cái đó mình phải coi lại một cái nguyên nhân đầu tiên mình học nó là sao, mà sao nó đi tới cái tình trạng mà càng lúc mình càng tệ như vậy là không phải rồi. Rồi đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng đúng rồi, cái ngã mạng này cũng ghê lắm. Học học mà, nhất là học cái diệu pháp này, học mà không có một cái tác ý đúng, học không có cái đúng pháp này, học càng lúc cái tội càng bự, vỗ ngực xưng tên là dữ. Tức là mình sai rồi, học vậy là mình tiêu không? Học để mở mang kiến thức để mình tu tập, chứ không phải học để mình kiếm chuyện đi gây người này gây người kia, bắt bẻ tìm vạch lá tìm sâu vân vân. Đó là cái chết của người học. Mà học vậy là chỉ có đi địa ngục thôi chứ không có đi đâu được. Tại vì mình càng học mình càng bất thiện lớn thì coi như là tiêu. Đó là cái nguy hiểm nhất nha, mình cẩn thận mình học mà để bị rơi vô cái trường hợp đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên phải hết sức cẩn trọng. Mà mình là phàm nữa, phàm phu, mình cái ngã mạn nó xanh ghê lắm. Lúc nào mình cũng tưởng mình lỗ rúng vũ trụ không, dữ dằn lắm. Cho nên vấn đề thì thôi, giờ mỗi người người ta có cái lối sống người ta, mình giúp được gì giúp. Còn nếu mà cảm thấy không học nữa là thôi. Nếu mà không thích, nếu mà không thích học thôi chứ ai phải. Còn nếu mình cảm thấy mình đủ khả năng lên dạy thì mình lên. Nếu có gì sẵn sàng nhường nhường chỗ liền, dạy liền, cảm ơn vô cùng, thành kính tri ân luôn. Ai lên dạy thế dùm, lên dùm cảm ơn. Rồi đó là một chút ý kiến vậy. Mời huynh, nãy thấy có huynh Thiện Hữu giơ tay, xin mời huynh Thiện Hữu có vài lời sau những buổi học trong cái lộ trình tâm này. Dạ, xin mời huynh. Rồi sau đó mời quý vị luôn nha. Hello. Dạ, con xin chào thầy và con xin chào cả lớp ạ. Dạ, con xin có ý. Thầy, trước giờ con nghe về vi diệu pháp và nghe về cái tiến trình tâm á là con rất thích à. Nhưng mà toàn là học lỏm của người này một chút, người kia một chút trên mạng, cho tới khi mà con thấy được cái cuốn sách này, giống như giáo trình đi dự pháp của thầy, do là Facebook của bạn Châu Nguyễn post lên á, thì đọc cảm thấy nó rất là xúc động, nó đầy đủ mà nó rất là rõ ràng, con đọc say mê luôn. Rồi sau đó gặp được chị Như, chị Trang giới thiệu vô trong lên YouTube nghe lại những cái bài của thầy á, thì con thấy là mình học á, mình mở mang ra được những cái suy nghĩ sai lầm của mình nhiều lắm, mà học thì theo không kịp lớp. Rồi sau này cũng nhờ cảm ơn coronavirus, nhờ có nó mà được nghỉ ở nhà mấy tháng rồi lên học lại hết. Lúc mà con theo lớp là lớp đã học qua tới bài thứ 75 rồi, con học hết mấy tháng trời mới theo kịp, cho tới ngày hôm nay học được cái tiến trình tâm của thầy là nó quá gọi là cũng như là quá sức, mà con cảm thấy là rất là tri ân thầy. Mặc dù là có thể không hiểu hết được nhiều, thì học cái lộ trình tâm rồi thầy có hiểu về những cái bài dùng nghiệp, những cái mà sát na tâm nào nó cho ra quả nào, rồi mình có thể ứng dụng vô trong cái tu tập của mình. Ví dụ qua những cái tâm mà vô nhân, mình đón nhận cảnh qua sáu giác quan, thì rồi đến cái động lực, mình thấy cái động lực của mình toàn là tham sân si nhiều quá, mà mình cứ nghĩ là mình có tu, mình có học, mình có biết không, mà mình thiện không. Bây giờ nhìn lại rồi nhờ những cái bài của thầy nó áp dụng vô được, thì trong cái sự học, cái sự tu của mình thấy là mình giảm được có những cái phiền não như vậy. Con chỉ muốn nói là tri ân thầy với là các bạn trong lớp, những người đã đóng góp cho cái lớp được tồn tại và có những cái giáo trình, những cái gì để cho những người sau thì con tới có thể học kịp lớp ạ. Dạ, con xin hết.
Dạ, xin kính chào thầy và chào cả lớp. Dạ, con thì cũng có một vài lời. Con thì vô rất là trễ, mới gần đây thôi. Nhưng mà con cũng từ những cái lớp, con cũng theo lớp vi diệu pháp cơ bản, rồi cũng qua bên lớp của thầy bên Phật giáo Nam truyền. Thì con thấy là cái ví dụ pháp này thì con cũng thấy rất là nhiều những cái chi tiết, những cái bài giảng của thầy soạn ra rồi từ sớ giải, chú giải rồi thì con rất là sa thú để học được. Con thấy nó quá là chi tiết, cái những cái bài pháp hồi xưa giờ con học thì không có học cho qua thôi chứ không có hiểu có nhiều cái chi tiết đi vô sâu như vậy. Thì con cảm thấy rất là xa thú và cũng trong một cái thời gian giống như mấy bạn trong lớp cũng nói lên đã lột tả gần hết những cái ý nghĩa như vậy rồi, thì con cảm thấy là con có cơ hội được đọc bài rồi ghi chép xuống những cái này thì con thấy nó giống như là trong sách vậy, mà vừa học lại và vừa được thầy giảng ra thì nó mới dễ hiểu hơn. Chứ thật ra có nhiều cái mình nếu mà mở một cuốn sách ra rồi mình đọc cho qua thì lại không có hiểu mà không có nhớ được. Thì con cũng có một vài lời xin tri ân thầy để bỏ thời gian ra để soạn bài và dạy tụi con. Dạ, con xin tri ân thầy và các bạn đã post bài rồi cũng như trên Facebook của Châu Nguyễn và những lớp ôm lại những cái bài giảng của thầy. Dạ, con xin cảm ơn. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Thị Kinh, con kính chào các anh chị trong lớp học. Dạ, hôm nay con tập thể dục hơi nhiều nên là con chưa hiểu chuyện gì xảy ra, con không nghe được bài nữa mà con vô, con thấy mọi người nói về lớp mình hơi nhiều, con hết hồn, con không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ thì con cũng hơi hiểu hiểu một chút, tức là có một người nào đó nói về lớp mình.
nói về những bài học của thầy. Nhưng mà với con thì con thấy là kệ họ đi, mình học thì mình cứ học. Con rất là yêu thích cái bộ môn vi diệu pháp này, và con cũng rất là cảm ơn cái duyên mà đưa con đến với Nguyên Như Kỳ Viên, để con được tiếp xúc với bộ môn vi diệu pháp với thầy Kinh. Tức là từ con cũng chỉ học cái này từ hồi tháng 4 năm 2020 này thôi, nhưng mà con rất là thích bộ môn này, và con cũng thích cái cách dạy của thầy. Nó làm cho mình học không có bị chán ngán, tại vì học vi diệu pháp thì nhiều khi nó rất là khô, nó không giống như kinh. Kinh tạng, học kinh tạng thì nó nghe thì nó dễ nghe hơn, nhưng mà học vi diệu pháp thì nó phải có trình tự, nó phải có logic lập luận. Nhưng mà cái cách dạy của thầy thì rất là lôi cuốn và con rất là thích học. Đối với con thì cái bộ môn vi diệu pháp này nó giống như một cái áo len, và con cứ đan hoài mỗi một bài học, mỗi một buổi thì con cũng chỉ đan được vài đường đan thôi, mà nó cứ đan hoài, nó cũng không kín áo. Vì cái kiến thức về vi diệu pháp thì nó rất là mênh mông, bởi vậy nó mới là cái môn vi diệu. Nếu mà cho con được chọn học về những cái bộ môn về pháp của Đức Phật thì con thích vi diệu pháp nhất trong tất cả các bộ môn. Nên là con rất là tri ân thầy. Con cũng mong là thầy được mạnh khỏe. Con cũng mong là các lớp của thầy, như là ở bên Phật giáo Nam truyền, hay là Nguyên Như Kỳ Viên, hoặc là bên vi diệu pháp cơ bản này được bền lâu, để cho tụi con được học hành cái bộ môn này. Tại vì trí của chúng con không phải là trí tuệ mà là trí tệ. Con học rồi, hiểu rồi, nhưng mà quên rồi, xong lại học lại. Thành ra tụi con cứ học hoài, học mãi. Cũng mong là thầy khỏe, thầy dạy cho tụi con. Dạ, con kính tri ân thầy, kính tri ân tất cả các bạn đã cho mình một cái duyên là đến với lớp học và học với các bạn, nó rất là hoan hỷ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Con kính tri ân thầy. Rồi, xa thức. Rồi, cảm ơn cô Kim Dung. Rồi vô sao, nhưng mà rồi phải công nhận cô Kim Dung theo rất lẹ ha. Đọc Pali cũng càng lúc càng tiến bộ, rất là chuẩn, rất tốt. Rất là xa thức. Cũng mới được biết là cái có người mà nói với tôi hết bài, dạy hết vốn, mới nhảy qua dạy nghiệp. Nên có người nói mình hết vốn mình sẽ nhảy vào dạy nghiệp, thì cũng đâu có gì đâu, thì hết vốn khi mình dạy tới mức nào đó mình hết bài thì mình nói mình hết bài, tới đó thôi, ngưng đủ vốn dạy tới đó thôi, sức người có hạn thôi. Nhưng mà không biết làm sao lại đi nói tùm lum tùm la, nói chúng tôi là hết bài, không còn có tài liệu để dạy nữa, thành ra mình nhảy qua nghiệp, ngoài nghiệp mà không có trong vi diệu pháp đủ thứ, nói tùm lum tùm la. Chúng tôi cũng đoán ra được hình như là người này ở bên Việt Nam, cũng biết được rồi, anh em cũng đoán được biết người ở bên Việt Nam và cũng ở trong cái nhóm, cũng thuộc về nhóm vi diệu pháp ở bên Việt Nam. Chúng tôi cũng tạm không muốn nói ra, nhưng mà biết rồi, biết cái nhóm đó rồi. Đó là vấn đề mà chúng tôi thấy cái nào cũng có cái sự mà ganh ghét, ganh tị phát sinh, là thôi không sao, cái đó là họ không thích mình thôi, vì có gì đâu quan trọng. Nói mình hết vốn, hết này kia, nói những cái cách mà đi tuyên truyền, đi nói tầm bảy tầm ba với người khác, mọi người này nói người kia, rồi nói qua bên nhóm bên Việt Nam đủ thứ gì, gây chia rẽ đủ thứ, không tốt. Học vi diệu pháp như vậy là không được rồi. Rồi thì cũng cầu chúc cho người đó có được cái sự bình tâm sáng suốt, bớt được cái tâm ganh tị, để mà có sự học hỏi và đúng pháp. Bây giờ đời sống ngắn ngủi lắm, không có lâu đâu, thở vô thở ra cái giảng tồn, không có biết mình sống được bao lâu. Giờ một con corona nó nhảy vô mình cái là thôi rồi, ở đó ngồi đó cứ ganh hơn ganh thua. Thôi kệ, mình cũng nguyện cầu cho
phước báo chúng ta học cho những người đó được an lạc hạnh phúc, được sớm thức tỉnh hơn, tốt đẹp hơn. Rồi thấy Nguyên Trang giơ tay chắp tay là mời Nguyên Trang lên cho ý kiến nha. Rồi xin mời. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ đâu có, con đâu có ý kiến đâu thầy. Thật ra mà khi mà con nghe thầy nói là thầy hết vốn á, thì hôm bữa con nghe cái đó đó, con nghe mà cái chú đó lên nói á, thì con có suy nghĩ là thật ra đó là mình học nhiều quá, mình căng quá thì thầy giảng cái nghiệp. Thật ra cái sự bài của thầy giảng thì dạy thì con không có biết, nhưng mà con chỉ biết là mình không có đủ mình cũng như mình học nhiều quá, căng quá thì thầy cho chim vô cái nghiệp, học nghiệp để cho mình giảng bớt, nhưng mà con nghĩ nó không có giảng bớt, nó còn căng thêm nữa, tại vì học vô nghiệp nó còn con còn thấy nó quá trời, tại vì cái gì mình cũng có hết. Dạ còn về cái học lớp vi diệu pháp á, thì dạ đúng rồi, học lớp vi diệu pháp thì con cũng học với thầy lúc mà bắt đầu. Con cũng lặng hợp, tại vì chắc cho con nói thử chút xíu. Cũng như là như chị Dung nói là trí tuệ đó, rồi sức khỏe, rồi gia đình này nọ, rồi con học, rồi con cũng trốn, rồi con học, rồi con cũng trốn. Nhưng mà một cái là thí dụ có bài, cũng là lớp này không mất lớp này thì con nhảy vô lớp kia, hay là có thể lên trên Facebook lấy bài xuống, rồi nhiều khi tự ngồi nghe tự học, hay là cũng có nhiều khi bài của thầy giảng đó không hiểu thì cũng ngồi nghe 2-3 lần để cho nó hiểu thêm, rồi rồi học từ từ. Thì sau này lúc đầu thì con học thật ra con không hiểu gì hết, thực sự con không hiểu từ những cái từ ngữ này nọ, con không hiểu, nhưng mà rồi từ từ thì cũng hiểu bài, thì cũng hiểu bài, rồi đi đến được ngày hôm nay. Còn cái lớp này thì con cũng mới vào được vài tháng thôi. Dạ rồi cũng có lặn hộp, chắc làm thợ lặn thầy ơi, nên hả thầy kêu con lên là con rất là xấu hổ, nhưng mà cũng rất là kính tri ân thầy đã dành thời gian của mình để soạn bài rồi dạy cho tất cả mọi người. Dạ con nghĩ mình không hiểu được nhiều bằng mọi người thì mình cũng hiểu được một cái gì đó để mình áp dụng trong cuộc sống của mình, nhất là về cái tâm mà tâm tham với tâm sân á, con thấy cũng như là hồi đó mình nghĩ có nhiều khi mình ngồi thiền xong hay mình học xong mình ra rồi mình nghĩ sao mình sân nhiều quá, mình hay là sao cái gì mình cũng dễ giận, nhưng mà thật ra cái giận đó mình lúc đầu mình không có nhìn mình không có để ý tới mà mình hay đổi thừa. Dạ thì con thấy là rất tri ân thầy. Dạ con cảm ơn thầy đã bỏ thời gian mà dạy 3 lớp luôn. Dạ nhiều khi thầy thật ra thầy dạy cái gì cũng được, thì con nghĩ là vô học Phật Pháp dạy miễn là trong đó là có dính về Phật Pháp là con nghĩ là nó đúng trong nhìn lộ trình đó thầy, con không có suy nghĩ gì nhiều hết. Dạ dạ thì con một lần nữa con kính tri ân thầy và kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin xuống bích nha thầy. Dạ con hết lời thầy ơi, con có nhiêu đó thôi ạ. Dạ 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 con Châu Nguyễn ạ. Con kính chào thầy, con kính chào cả lớp. Dạ tại con thấy trễ quá rồi thầy nên con định thôi, con không nói, nhưng mà dạ con cảm ơn cô Nhung đã cho con biết tín hiệu. Con cũng có vài lời. Dạ tại vì lúc con vào học bắt đầu học á, là con vào học với Râm Nguyên Như Kỳ Viên, rồi Sít Nguyên Như cũng có nói con ráng theo, mà con cũng không biết là con có khả năng con đi được 3 lớp mà thầy dạy cho đến ngày hôm nay. Thì thật ra lúc mới vô thì con chả hiểu gì hết, mà tới bây giờ thì con cũng chỉ hiểu được phần nào thôi.
Nhưng mà qua những cái bài thầy dạy, rồi coi lại tài liệu, rồi những cái bài giảng của thầy á, thì hồi xưa khi mà con làm cái gì á, thì cái thứ nhất là cái tính sân của mình nó nhiều lắm, và mình cũng không có biết suy tư, cũng chẳng nghĩ gì hết, cứ nghĩ thích là làm thôi. Nhưng đến khi mà học được thì khi bây giờ mình làm một cái việc gì đó thì mình đều nghĩ đến cái vấn đề nó sẽ xảy ra, là nó sẽ có làm tổn hại ai hay không, hay là nó có làm ảnh hưởng gì ai hay không. Và mình làm ngay cả những cái thiện pháp mà mình làm thì với cái tâm như thế nào, quan trọng là cái sự tác ý của mình. Thì cũng nhờ thầy dạy mà con mới biết được là mình cần phải làm cái gì khi mà gặp cái vấn đề xảy ra ở trong cuộc sống, trong công việc của mình, và ngay cả trong gia đình. Với lại con cũng cảm ơn thầy, tại vì thầy giao bài khó quá, mà nhờ cái sự bắt buộc đó mà con phải tìm hiểu nhiều thứ, con phải ráng con mày mò để mà con làm, để mà cố gắng làm cái bài cho nó hoàn chỉnh, để mà nó dễ hiểu nhất. Và nhờ qua đó thì con cũng phát sinh được cái trí tuệ, thì có thêm được cái kiến thức, nó cũng không bổ bề dọc, cũng bổ bề ngang. Thì con cũng cảm ơn thầy rất là nhiều, con kính tri ân thầy rất là nhiều. Và con kính cảm ơn tất cả mọi người, mấy anh chị đã động viên con để mà con có thể theo đuổi và theo các lớp học mà thầy dạy. Dạ con dạ cô Nhung, dạ thầy đang giao dễ, mà cái đó con khổ quá, con không biết con phải đi chạy vòng vòng con hỏi, tại cái đó là con không có rành, chưa bao giờ đụng tới hết á. Nên nhưng mà nhờ như vậy thì con học được, và cũng được cái người đồng nghiệp hướng dẫn á, nói em như vậy thì cũng hay, làm như vậy thì người ta cũng học hết 2-3 khóa thì người ta mới làm được, còn mình mới có mấy ngày thì thôi. Đó cũng là một cái thành công của con trong cái vấn đề mà con trau dồi cái kiến thức của mình. Dạ một lần cuối là con kính tri ân thầy rất là nhiều. Con cảm ơn tất cả mọi người đã động viên và giúp đỡ con trong cái vấn đề học tập như thế này. Dạ con trễ rồi, con xin phép được xuống mic. Dạ con kính nhân mic lại cho lớp ạ. Thú xa thú rất là cảm ơn quý vị tặng công cho ông Nguyễn vẽ sơ đồ rồi này kia, nhờ cho Nguyễn giúp cho quý vị có sơ đồ học rồi dễ dàng ha. Vậy để chúng tôi tìm thêm mới nào khó nữa để giao tiếp cho động não, để làm cho tiến bộ hơn, giao thêm vài mới nữa. À, giờ mời người chót nha, mời người chót cốc phi thuyền Bến Tre nha. Nãy giờ thấy giờ mong giờ đâu không thấy lên ý kiến gì hết, mời chủ ghe Bến Tre lên sau khi 2 năm học rồi cho biết ý kiến coi, rồi chúng ta sẽ kết thúc buổi học. Mời Bến Tre đâu rồi, giờ ta lên coi. Cốc phi thuyền đâu rồi? Bấm cái mic kia lên đây, có gì đâu. Đây xuống nha, xuống cho lên nha. Dạ, kính kính thưa thầy, kính cả lớp. Thì em là cái người học qua vi diệu pháp từ thầy từ lúc mà gặp thầy, như là khai trí cho em để mà thay đổi một cái nghiệp
nghiệp của em rất là nhiều. Thì em học vi diệu pháp từ thầy lần đầu tiên về Bến Tre, thì cũng chung là nói chung là cũng rất là hữu duyên, gặp thầy chỉ nói dăm ba câu thôi, thì em chung cũng rất là hữu duyên là em nhận thấy rằng là đây là cái người có thể mà giúp đỡ mình, thì em mới tìm đến thầy và học tới bây giờ. Thì nếu mà không gặp thầy, không gặp được vi diệu pháp thì em cũng lặng ngập, bây giờ cũng còn chắc cũng còn khổ, cũng còn ngu dữ lắm, chung giờ cũng đỡ ngu nhưng mà cũng thấy mình ngu hơn. Thì không biết nói sao được để mà thì để tri ân thầy, nói chung là rất là thầy giống như người đã làm thay đổi cuộc đời, thay đổi nghiệp em và nhóm Bến Tre. Em và thầy Phúc là hai người đi về gặp thầy Bến Tre, chỉ thầy qua nói chuyện vài ba câu thì nhận thấy rằng thầy là người có thể giúp đỡ mình và cái nguồn trí tuệ để mà thay đổi nghiệp cho mình khôn lên, không còn lặng ngập như xưa nữa. Thì em và thầy Phúc hay thầy Tò mới giác thằng Tôm lên Sài Gòn mới mình là học vi diệu pháp thầy đầu tiên, thì đến hôm nay cũng đã có ngán cũng ngoài bốn năm. Thì em cũng tìm học tên mạng rất nhiều, nghe rất là nhiều thầy dạy vi diệu pháp khác, thầy Chánh Minh, sư Chánh Minh, rồi rất nhiều, nói chung là rất nhiều trên mạng. Nhưng mà khi mà học thầy em cảm nhận là cái kiến thức rất là sâu và rộng, học là nói chung học là phải ngâm cứu suy tư để mà hiểu về vấn đề, chứ không thể nào mà chỉ đơn thuần mà nghe. Có khi những cái bài mà chị Thi Lâm chị post lên, khi mà em bận công việc em không có nghe trực tiếp được á, thì em phải nghe lại 2-3 lần, nghe đến lần 2-3 lần. Và cái khúc nào mình mất niệm, mình không suy ngẫm được là lúc đó bị gián đoạn, là không thể nào hiểu được khúc sau. Thì em nghe mở, em tua lại, em nghe cái đó mà em suy nghiệm cho thông rồi em mới nghe tiếp. Thì cái nó ở trên mạng bây giờ là vi diệu pháp dạy rất nhiều, hầu như là em tìm mày mò trên mạng em tìm em nghe gần như là rất nhiều. Nhưng mà ngay chỗ thầy kinh đó là chỉ có thầy là dạy, là cái kiến thức nó sâu đến thời điểm này, nó sâu đến thời điểm này mà chưa có ai có thể mà dạy được, chỉ là giải thích cái từ cái nghĩa thôi chứ không có là đi vô sâu như thế này. Thì giải thích cái từ nghĩa trong cái bản nêu duy pháp ra thôi, rồi cái cấu trúc, rồi cái sự kết hợp, không có để đi, không có dạy mà đi vô sâu như thế này. Thì từ những cái mà chiêm nghiệm ngâm cứu để mà hiểu cái lời thầy dạy, thì đưa vào cái pháp hành nó rất là hiệu quả. Tuy rằng mình hành không có bao nhiêu, nhưng mà những cái hơi thở, trong một cái hơi thở một niệm thôi là mình thấy diễn. Nhờ có học được những cái bài gì thầy giảng mà mình hiểu được, mình mới hành thiền mới có hiệu quả, mình thấy được cái nội tâm nào bất thiện và thiện như thế nào, bao nhiêu chuyện xảy ra trong đó. Rồi ngay cả lúc mình không hành thiền, trong cái cuộc sống mình, những cái dòng tư tưởng của mình nó diễn biến, mình thấy, mình biết rất là rõ đó. Mình thấy nó mà ngày xưa mình không thể nào biết được, để nó lôi kéo dẫn dắt mình làm những cái chuyện tào lao hết sức đó. Đến bây giờ hiểu, càng hàng học càng hiểu vô sâu, mình thấy cái dòng tư tưởng, cái dòng hộ kiếp hàng ngày của mình sống nó bất thiện quá nhiều, nó bất thiện quá nhiều mà nó bị cuốn quá nhiều. Nói chung là cái chuyện thị phi ở ngoài những người đó thì em không quan tâm đâu, nhưng mà mình thấy được bản thân mình vậy là quý, và rất là tri ân thầy kinh, tri ân đạo tràng mình đã hỗ trợ giúp đỡ và cùng học đến ngày hôm nay. Cũng nói không biết bao nhiêu từ để mà nói cho nó hết được, nhưng mà họ không cần mà phải đính chính, không cần phải nói chi chưa dài dòng hết trơn thôi. Mình học là mình hiểu, mình
mình có học vi diệu pháp, mình có hành thiền, mình biết nó lợi lạc như thế nào, từ lúc thầy dạy nó lợi lạc như thế nào, như đó thôi cũng đủ rồi. Không phải là học để mà so đo kiến thức với nhau, cái đó không quan tâm tới, không quan tâm tới, mà lợi ích cho bản thân rất là nhiều, chỉ đơn giản này thôi. Mình thay đổi đó nhiều kính tiên thì kinh đã giảng dạy mà cái thời gian nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người và chị Lam đã luôn xin là Đông Kiều, thầy Phúc đã dày công, đã cực khổ đánh máy gửi này kia nọ lum la, thêm một lần nữa kính tri ân thầy kinh. Nói chung cuộc đời của em mà gặp em không có màng tới chuyện ai sao nhưng mà em đã thay đổi rất nhiều. Nếu mà em không gặp thầy kinh em thì em chỉ biết như đó thôi, còn những người khác em quan tâm tới thì cảm ơn rất là quý, rất là hữu duyên để gặp được đạo tràng những vị mà thiện tri thức như thế này. Rất mong là một ngày nào đó mọi người về Bến Tre thì mình gặp nhau, đó là một điều rất là quan hỷ. Xin cảm ơn thầy kinh đã lắng nghe, cảm ơn Đông Tiều, thầy Phúc, cảm ơn đạo tràng, cảm ơn chị Thi Lâm. Xin xuống mic. Rồi, xa thấu, rất là quan hỷ. Hôm nay chúng ta biết được là sau những cái buổi học thì tất cả quý vị có được cái sự mà phát triển rất là tốt đẹp. Chúng tôi cũng rất là mừng, rất là quan hỷ. Bởi vì khi mà mình đứng một cái lớp để mình hướng dẫn, nhất là về cái môn này, tất cả quý vị đều có sự quan hỷ trong pháp, có sự tiến bộ, có sự mà làm giảm đi được những cái ác bất thiện pháp. Và đây là một cái hiệu quả, một cái kết quả rất là to lớn, mà một cái công việc này thật sự là phải nói là rất là khó, là khó để mà làm được. Bởi vì nó ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta rất là nhiều, mà từ cái tốt, từ cái xấu mà nó trở nên tốt đẹp hơn thì nó là càng khó hơn nữa, là rất là khó. Mà quý vị đã được những điều này thì chúng tôi rất là hoan hỷ, rất là vui, rất là cảm thấy là hạnh phúc để có được nhóm Phật tử có một sự tu tập đúng pháp, càng lúc càng giảm được những cái ác bất thiện pháp, đem đến sự lợi ích cho chính mình, cho gia đình và cho tất cả mọi người xung quanh. Đây là cái hạnh phúc rất là to lớn, và đó là cũng là cái nhân lành. Và cũng nguyện cầu phước báo mà tất cả chúng ta học được về vi diệu pháp cũng như kinh sẽ giúp cho chúng ta luôn được có một cái đời sống an vui, hạnh phúc, sống lâu sức đẹp và có trí tuệ sáng suốt để đi trên con đường để mà thành tựu chánh trí. Và cũng cầu mong do cái phước báo mà tất cả chúng ta có được ngày hôm nay, học được, hiểu được, hành được như vậy, chúng ta được thoát khỏi bốn đường ác đạo. Cái đó là quan trọng nhất nha quý vị. Cố gắng nguyện cho mình khi mình tạo phước báo gì chấm dứt bốn đường ác đạo trước đó, giống như một bậc thánh tu đầu quần ha. Các ngài là chấm dứt bốn đường ác đạo, là dứt khoát là không bao giờ bước xuống cái cửa đó nữa. Lại cái chỗ đó là cái chỗ mà khủng hoảng nhất ha, chỗ kinh khiếp nhất, và đem tới sự đau khổ cho chúng sanh một cách khốc liệt. Và như vậy do nhờ cái phước báo mà tất cả chúng ta có được, nguyện cầu cho cái phước báo này nó nâng đỡ chúng ta không bao giờ bị rơi vào trong bốn đường ác đạo. Đây là cái mà trân quý nhất mà chúng ta phải có được. Mong tất cả chúng ta phải có được cái điều này, không bao giờ bị rơi vào bốn đường ác đạo. Chú tâm và nguyện cho phước báo này chúng ta sẽ thành tựu như ý nguyện và sớm thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thấy. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã có một cái sự học tốt đẹp. Rồi. Pa-va-tu-sap-pa-mang-ga-lang-ra-khan-tu-sap-pa-de-va-ta-sap-pa-bo-ta-na-pa-we-na-sa-da-sa-ti-pa-wan-tu-te.
Pavotusapamangalang rakan sapade vata sapatama lupa we nasada sati pawandute Pavotusapamangalang rakan sapade vata sapasanka lupa we nasada sati pawandute. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, con xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sanh Ca. Rồi xin mời MC nha. Xin mời cả lớp đọc kinh hồi hướng sau khi nghe pháp. Ti đà na ga ya de wa ta san ti vi ta ra wa su ni thu pe ka re bồ ti ka re ta hình ta hình ta tham ma đà nề na ta wa tu bu chi ta so thiện ca ron te ta vi na ra ma ta re Đề là cha mắt cha, na vá ca, cha bích ca vô, sa rám ca, đà na bá tì, bà sa ca, gà mà cha đề sa, ni gà mà cha tít cha ra, sắp bà na phụ ta, suy vi ta, hoa hoàn tu tề, cha là phú cha, dễ tí cha, hà ta sa mô hoa. Sáng sê đá chà tà, á tha vô bác bà tí kà, ní dà ní kàng, thám mà quá ra, bác thích chà tê, sạc bê bí lúc khách xa, thá rộn tú sàn khá dàng, thá tú chí rằng, sơ sàn thám mô, thám mà thá ra chá phúc gá tà, sàn khô hồ tú sá mắt gồ quá, Atta yat jai, ta yat jai, tham hề đắc khâm lũ sắc tham mộ, sắc hề bí tham má chà vi nộ, quân thịnh sâm bà thú này dạ, tham mà vi yat bảo vệ như thế. Dầm kinh chi cú sơ cầm mà, các tập bào, khi dạng bà, khá dê nát, quà chà nát nát xà, Tí đá xê, xú rá tăng, ká tăng, dê sáng tà, sáng nhí nộ, tí dê, chá sáng tà, tá sáng nhí nộ, ká tăng, vương nhá phá lăng, mê hăng, sáp tê, phá lý, phá hoa, tú tê, dê tăng, ká tăng, xú quý đi tăng, dê tăng, vương nhá phá lăng, mái dạ, dê chá tát thá, tá chá nà tí lý. Đề hoa cánh cò như về ai dùm tâm thề đô ca mi dề cho ta dì hoàng ta hà ra hề tu cà ma nôn nhạc khổ cha nặng sắp đề tâm phản tu ma mạng chề ta hà lý dì đào quá tâm thề hà đàn hà sâu quắc ngay già quá hà hồn tu hà ra cách thề dì đàn đô nhạc Tì đẳng hồ thu sơ kỳ ta hồ tì nhà ta yêu Tì đẳng đô nhà Tì đẳng hồ thu sơ kỳ ta hồ tì nhà ta yêu Tì đẳng đô nhà Tì đẳng hồ thu sơ kỳ ta hồ tì nhà ta yêu Sa thú, sa thú